cái trình độ chất lượng vân vân của đối với Y4, cái này viết dành riêng cho Y4 này, bác sĩ đa khoa này. Đấy. Thì ra học hết cái quyển này và không bỏ chữ nào nhé, thì nếu mà không bỏ chữ nào thì được khoảng 8 điểm nha, 8 điểm. Còn lại 2 điểm nữa ấy, thì các anh chị phải tham gia học thì những cái kiến thức cập nhật mới. Những cái hồi mà viết cái quyển sách này là năm 2009, tức là hơn chục năm rồi. Thì từ đó giờ nó có nhiều kiến thức mới thì người ta cập nhật vào đấy thì khoảng 2 điểm. Còn cái cơ bản vẫn là cái quyển này nha. Cái quyển này. Thì các anh chị chú ý học không bỏ chữ nào nhé, bởi vì thi trắc nghiệm thì người ta hỏi câu chữ thôi thì không được bỏ, nếu mà bỏ chữ có chứ không là nguy hiểm rồi. Tài liệu học chính của chúng ta là đây, và thi thì thi trắc nghiệm như mọi năm rồi thì không nói gì đúng không ạ, và thời gian thi thì chắc là cần phải liên hệ với giáo vụ nhà trường thì chúng ta mới biết được chính xác rồi. Chắc anh chị biết rồi, biết cái thời gian đấy rồi. Thế cái bài hôm nay thì chúng ta các thầy giảng tất cả các buổi các giảng không để hết được cái việc này đâu, chúng ta phải đọc sách là chính thôi chứ còn không không giảng hết được, bởi vì kiến thức nó nhiều. Thì đối với các anh chị đi bốn ý, thì cái phần đầu của nó là câu hỏi thi rất nhiều, phần đầu ấy tức là các phương pháp thăm khám rồi giải phẫu rồi những cái gì phần cứng ấy thì rất là nhiều, còn cái phần bệnh lý thì ít hơn, bởi vì cái hồi tôi làm giáo vụ tôi ra câu hỏi thì tôi biết như vậy. Bây giờ cũng chưa thấy bổ sung gì câu hỏi mới, cho nên là cái phần các phương pháp thăm khám này cái nghe nó rất đơn giản nhưng mà nó lại ra câu hỏi rất là nhiều đối với các anh chị, bởi vì ta đánh giá đầu thôi mà, còn chẩn đoán sau này là thứ thì chúng ta học nhiều ta mới chẩn đoán được và có nhiều phương pháp chẩn đoán để tính sau, thì cũng ra câu hỏi thi nhưng mà ít hơn. Còn thì cái phần này ra rất nhiều, còn tùy theo máy này bắt phần nào nó có khi ra nhiều nhưng mà này, máy này chả bắt vào đúng không, lại toàn bắt phải cái phần này ít thì cũng lên cũng không biết được. Thi cử trên máy thì anh chị biết rồi, hoàn toàn độc lập với khảo thí thì người ta quay người ta bắt được câu nào thì thi câu ấy thôi, thì tình chung nó như vậy để chúng ta có thể biết được cái để mà hướng mà cái học hướng mà học. Và trong cái phần này thì chú ý cho có cả team nhé, trong cái Y4 ấy, ở Y4 ấy, thì có cả phần team phổ, cả team phổ, còn sau đại học thì người ta tách ra team mạch riêng và phổi riêng, có chứng chỉ riêng, còn đối với Y4 thì nó là một, team phổi là một, tất cả lồng ngực là một thôi, trừ xương ra, xương thì có phần xương rồi thì chúng ta chú ý. Anh chị có hỏi gì cái phần này không? Bọn em nắm được rồi. Thế xong cái gì hỏi sau nhé. Chúng ta đi vào cái phần chúng ta chính là cái bài hôm nay là cái các phương pháp thăm khám tim phổ và giải phẫu trên phim X quang, là cái phần thi rất là nhiều đấy, rất nhiều câu hỏi thi. Thì cái mục đích của chúng ta, mục tiêu hôm nay chúng ta phải nắm được các cái phương pháp thăm khám tim phổi và ý nghĩa của từng phương pháp một, để mà các cái phương pháp thăm khám này này thì thực ra thì ở các bệnh viện trung ương cũng như các bệnh viện tuyến tỉnh thì cho đến bây giờ người ta chủ yếu sử dụng x quang thẳng nghiêng thôi, và nếu có bệnh lý thì người ta chuyển cái chụp cắn lớp vi tính. Đấy. Tôi đi các tỉnh cũng nhiều rồi, ở trung ương các bệnh viện trung ương cũng vậy, thì người ta thường là chụp X quang thẳng nghiêng và sau đó thì người ta chuyển cắt lớp vi tính, ứng dụng thực tế trên lâm sàng là vậy thôi. Nhưng mà nếu như chúng tôi mà phải đi cái dự án 585 ấy, đi biên giới hải đảo ấy, thì ngoài đấy người ta chẳng có cắt lớp vi tính đâu, thì có mỗi X quang thường quy thôi, thì người ta phải sử dụng các cái phương pháp này, và lúc ở trong tay mình nếu mà chỉ có các X quang thường quy thì mình phải biết được ý nghĩa của từng cái phương pháp một để chúng ta ứng dụng. Còn lúc bây giờ này bảo không không làm được vì không biết. Cái thứ hai nữa là còn phục vụ cho thi cử nữa, phục vụ cho thi cử nữa, thì các phương pháp này chúng ta phải phải nắm được. Thực tế ứng dụng thì chỉ chụp X quang thẳng nghiêng, rồi sau đó có tổn thương thì đưa ra chụp cắt lớp vi tính, hoặc là có cái dịch màng phổi các thứ thì người ta đưa ra siêu âm. Đấy, nó chỉ áp dụng thế thôi. Thì thực tế lâm sàng thì nó như vậy. Nhưng mà không phải ở đâu cũng có chụp cắt lớp vi tính, nhất là ra biên giới hải đảo, có đi vùng sâu vùng xa thì không có cắt lớp vi tính, thì các cái phương pháp phòng khám này chúng ta phải tận dụng được để biết mà tận dụng.
cẩn thận nha. Thì thứ nhất là như vậy. Thứ hai là đánh giá được cái chất lượng phim, cái phim chụp này phim chụp đẹp hay là phim chụp xấu thì chúng ta phải biết. Thì trước đây nó rất quan trọng, trước đây là chụp xong rồi rửa bằng tay rồi trong buồng tối, rồi điện thì không ổn định, rồi phim thì máy mới máy cũ, thuốc thì thuốc mới thuốc cũ, chất lượng nó rất là nhựa. Nhưng mà bây giờ người ta chụp số hóa rồi, anh chị thấy người ta chụp số hóa hết rồi, PR rồi, CR hết rồi. Thì khi người ta chụp như là chụp vào máy ảnh ấy, sau đó thì người ta chỉnh chỉnh cái ảnh nó đẹp, ảnh đẹp rồi thì người ta mới in ra, còn cái nào không chỉnh được thì người ta chụp lại. Do đó là bây giờ phim không, phim xấu không có, những cái phim xấu là chẳng qua là không chụp được đẹp nữa. Ví dụ như bệnh nhân đa chấn thương, bệnh nhân bị nẹp nẹp cán cái thứ nhiều mà bệnh nhân không đứng được thì bắt buộc nó phải xấu thôi, không chụp được đẹp hơn nữa thì nó xấu thôi. Chứ còn nếu mà người ta chỉnh được thì người ta chỉnh, và nếu mà không chỉnh nữa thì người ta có thể chụp lại. Đấy, và có chỉ những trường hợp không chụp lại được nữa thì phim sẽ xấu, thì không thể làm hơn được nữa, thế thôi. Chứ còn bây giờ nó không không có phim xấu như ngày xưa. Phim ngày xưa thì rất là nó không đều, nó không ổn định, và bác sĩ lâm sàng với bác sĩ chẩn đoán nhảy này cứ cãi nhau phim đẹp phim xấu vân vân. Thì cái phần này chúng ta hầu hết chúng ta là bác sĩ lâm sàng, chúng ta phải biết là à cái phim này có đảm bảo chất lượng hay không, và nếu nó xấu thì có chỉ định chụp lại được hay không, có bắt lại quang để mà chụp lại cho cái bệnh nhân này được không, thì mình phải biết rồi không, phải biết như thế. Nó xấu thì phải biết nguyên nhân xấu tại sao. Đấy. Thì cái phần cái mục đích thứ hai là như vậy. Cái mục đích thứ ba là phải nắm được cái giải phẫu trên phim X quang. Cái giải phẫu này nó không thay đổi, con người nó không thay đổi, nó bất di bất dịch, và cho đến bây giờ ấy, thì nó vẫn chưa có cái một phương pháp gì mới để mà thay thế được cái phim X quang này. Chụp cắt lớp vi tính thì nó có rất giá trị, nhưng mà nó cũng có cái nhược điểm rất là lớn, đó là nhiễm xạ rất là nhiều, do đó không phải bệnh nhân nào cũng đưa ra chụp cắt lớp vi tính. Và chúng ta thấy như là không ai người ta kiểm tra sức khỏe bằng chụp cắt lớp vi tính này. Đấy, trên thực tế chưa thấy đâu người ta kiểm tra sức khỏe bằng chụp cắt lớp vi tính này, người ta vẫn chỉ chụp X-quang thôi. Thế thì chúng ta phải thuộc được cái giải phẫu của nó. Nếu chúng ta còn làm như thì chúng ta phải thuộc cái giải phẫu này, bởi vì còn chắc là còn phải sử dụng đâu rất là lâu nữa thì với X-quang này may nó mới bỏ được cho mình. Bây giờ thì chưa bỏ được, chưa có cái gì thay thế cả, thì bắt buộc chúng ta phải nắm được. Đó là ba cái mục đích chính của cái phương pháp thăm khám và các cái giải phẫu trên phim X-quang nha. Thì anh chị chú ý cho các phương pháp thăm khám ấy, thì thứ nhất là chiếu tim phổi. Chiếu tim phổi thì nó ra đời từ khi cái ông Röntgen nó phát hiện ra cái TX này, nó đã nhìn thấy cái bàn tay của ông ấy trên bàn đấy là hình thức chiếu rồi, và về sau người ta ứng dụng để chiếu nhiều thứ, đúng giờ mà chưa có phim thì nó ra đời rất là cổ điển rồi. Và cái ưu điểm của nó thì dễ sử dụng, đơn giản, cho kết quả nhanh chóng, ở giá thành thì rẻ. Đấy. Dễ sử dụng, người ta vào bảo bệnh nhân đứng vào cái thật chiếu, người ta nhìn thấy ngay trên màn hình tổn thương như thế nào, đấy thì ta nhìn thấy ngay. Đấy. Và thứ hai là ta đánh giá được cái ưu điểm nhất của nó ở cái chiếu này, ta đánh giá được trạng thái động. Trạng thái động động là nó đập như nào, nó di chuyển như nào ấy. Ví dụ như ta nhìn thấy một hình mờ, một cái nốt mờ trong phổi thì ta xem nó đập như nào. Trên phim ta không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy trên chiếu thôi, ta thấy nó đập như nào. Rồi các cái cung tim nó đập làm sao, bờ tim nó như thế nào, nó có dịch hay không, dịch thì nó đập ít hoặc nó không đập, ví dụ thế. Còn nếu nó không có dịch thì nó sẽ đập rất mạnh, nó nhìn thấy. Rồi chúng ta cũng phân biệt được các cái điểm như là giữa tiểu nhị trái và thất trái, hay là thất trái thất phải, cái điểm ấy người ta bảo nó đo đường kính thất trái chẳng hạn, thì đo từ đâu đến đâu thì phải đưa lên chiếu này ta mới nhìn thấy nó đập, ranh giới của nó ta mới biết là cái vị trí cái ranh giới đó để ta đo. Chứ còn nếu mà đo trên vi quan chỉ đo tương đối thôi thì đo có tính chất tương đối chứ không chính xác được, không biết được chính xác. Ví dụ cái điểm dê dê phẩy là không biết được chính xác được chỗ nào nha. Ví dụ như thế. Hoặc là một cái nốt ở phổi chẳng hạn, nốt ở phổi thì bây giờ chúng ta thấy nó đậm, nó đập thì ta biết là nó đập thì là do cái nốt thường do mạch phình mạch chẳng hạn, mình mạch phổi là nó đập theo nhịp đập của tim. Còn nếu nó không đập thì nó là cái u, ví dụ thế. Thì cái ưu điểm của chiếu nó có rất ưu điểm, có ưu điểm riêng của nó. Tuy nhiên là nó cũng có một cái nhược điểm rất lớn, đó là nó không khách quan. Không khách quan có nghĩa là cái bác sĩ chiếu ấy, người ta chiếu nào rồi bảo nào ra bảo rồi thì mọi người biết vậy thôi, chứ không ai đứng đấy mà nhìn được cả.
không ai quan sát được cái chỗ đấy, không có tài liệu để lại nghiên cứu. Rồi độ nhạy kém, độ nhạy kém tức là cái ông bác sĩ chiếu ấy, ông cũng rất sợ tia, ông vào chiếu nhanh nhanh ngoằng nó ra thôi chứ chắc nó quan sát được hết đấy. Thế cho nên là cái độ nhạy, độ chính xác của nó là rất kém. Đặc biệt ý, đặc biệt là cái độ nhiễm xạ, cái nhiễm xạ cho bệnh nhân và thầy thuốc ấy, rất là lớn. Nó lớn gấp từ 100 đến 150 lần so với một cái viên trụng. 100 đến 150 lần. Tại sao người ta để cái phổ rộng như vậy? Là vì nó phụ thuộc vào cái bác sĩ chiếu ấy. Bác sĩ chiếu từ ngoài chờ ngoài chạy vào thì mắt ông đang mờ mờ quáng quáng chả nhìn cái gì, ông bật máy ông chiếu ngay thì ông ấy nhiễm xạ khoảng 150 lần. Còn nếu mà cứ ngồi từ từ đấy cho mắt nó sáng ra đã nhìn thấy trong bóng tối đã với bật máy chiếu thì nhiễm xạ gấp khoảng 100 lần. Đấy, thì nhiễm xạ rất là lớn so với một cái phim chụp. Vì vậy ngày nay người ta không chiếu nữa. Cái này có tính thời sự là không chiếu nữa nha. Không chiếu là lý do như vậy. Tuy nhiên để tận dụng các cái ưu điểm của cái chiếu này ấy, thì người ta có thể chiếu qua tăng sáng truyền hình. Qua tăng sáng truyền hình tức là cái monitor ấy, cái màn hình ấy, người ta để ở bên ngoài, bác sĩ đứng ở bên ngoài, còn chỉ có bệnh nhân vào trong cái máy chiếu thôi, thì chỉ có bệnh nhân nhiễm xạ thôi, chứ còn hạn chế được cho bác sĩ. Đấy. Thế thì người ta có thể là chiếu đặt cái monitor ở bên ngoài phòng, đấy, thì nó hạn chế được như vậy. Tuy nhiên bây giờ người ta cũng không sản xuất máy chiếu nữa. Nếu mà máy chiếu thì chỉ còn ở trong các cái can thiệp mạch, người ta phải chiếu để người ta luồn cái catheter, xem là cái đầu catheter nó đến đâu, nó đến đúng cái vị trí cần bơm thuốc hay chưa, đấy, người ta theo dõi thì người ta phải chiếu. Chứ còn các cái máy chiếu khác thì hầu như là không có máy chiếu để chẩn đoán nha. Thì cái phần chiếu thì là như vậy. Sang phần thứ hai là cái kỹ thuật thứ hai là chụp tim phổi thẳng. Chụp tim phổi thẳng ấy thì nó có hai kỹ thuật. Kỹ thuật cổ điển ngày xưa thì người ta chụp theo thường quy. Chụp theo thường quy là tiêu chuẩn theo thường quy là phải thấy được ba đốt sống ngực ở phía trên, ngực một, ngực hai, ngực ba đấy. Người ta có thể dùng chữ D1, D2, D3 là đô san ấy. Hoặc là người ta dùng chữ T, T1, T2, T3 là người ta dùng chữ thorax. Thì trên thế giới người ta dùng hai cái từ T hoặc D là như nhau. Chứ tôi thấy trên lâm sàng nhiều người viết T không biết, phản đối là bảo là chữ D. Thì trong cái sách người ta viết ấy, D là viết là đô san, là D1, D2, D3 cho đến D12. Còn nếu người ta dùng chữ T cũng được, người ta cũng dùng ngang nhau tùy theo từng nước. T là người ta dùng chữ thorax. Đấy, thì cũng T1, T2 cho đến T12 nha. 1, 2, 3 cho đến 12. Thì chụp theo cổ điển ấy, thì người ta thấy được 3 đốt sống ở phía trên. 3 đốt sống ở phía trên thôi. T1, T2, T3 thôi. Còn từ T4 thì đi là nó mờ rạt, không nhìn thấy gì cả. Đấy, theo cổ điển là như vậy. Cái này nó có ưu điểm của nó ấy. Nó đối quan rất tốt. Nó đối quan thì rất tốt. Cái trắng thì rất trắng và cái đen thì rất đen. Và ranh giới giữa cái trắng cái đen thì rất rõ ràng. Vậy người ta nhìn các cái ranh giới của tổn thương và phát hiện các cái tổn thương thì rất là tốt. Phát hiện tổn thương rất tốt. Đặc biệt là những cái tổn thương mới và những cái tổn thương nhỏ thì nó không bị đâm xuyên, nhìn rất là tốt. Nhưng mà nó có cái nhược điểm ý, là cái vùng trắng, chẳng hạn vùng trắng như là các cái xương sườn hay là các cái khối cơ lớn hoặc là cái bờ trung thất ấy, cái lưỡi phổi nó lách vào bờ trung thất ấy, hoặc là nó để sau tim ấy, hoặc là nách dưới vào hoành ấy, thì những cái vùng này nó trắng, nó cháy, chả nhìn được nữa, bỏ sót tổn thương. Tức là nó bỏ sót rất nhiều vùng tổn thương. Đã, rất nhiều vùng không thăm khám tới. Bỏ rất nhiều vùng ở phổi không thăm khám tới. Do cái xương, do các khối cơ lớn, do trung thất, do cơ hoành nó che đi, không nhìn thấy. Vậy ta bỏ vào rất nhiều vùng, bỏ sót rất nhiều vùng, không thăm khám. Vì vậy ngày nay người ta không chụp cái thường quy nữa, mà người ta chụp pin môn cao. Chụp pin môn cao thì trên thế giới người ta nó viết trong sách nói chung là trên 100 kV thì người ta gọi là pin môn cao, thường thường là như vậy. Nhưng mà mình ở Việt Nam mình toàn người nhỏ, nhưng mà chụp 100 kV khi đâm xuyên hết, cho nên người ta ít nói đến cái ở Việt Nam ít nói kV này. Mà cái tiêu chuẩn, người ta dựa vào cái tiêu chuẩn của nó là anh phải thấy được toàn bộ đốt sống ngực. Thấy được toàn bộ đốt sống ngực.
Đấy là tôi xuống ngực để chủ yếu xem được các đường trung thất, xem được các cái đường trung thất ở trong cái trung thất ấy, các cái đường trung thất trước, trung thất sau, đường cạnh cột sống vân vân, đường cạnh khí quản, đường cạnh thực quản ấy, xem nó có bị đè đẩy gì không, để từ đó ta suy ra là à nó có khối bất thường nào ở đây không. Đấy mục đích là như vậy. Nhưng mà không phải là già bao nhiêu không được, không phải chụp thật cao nó bao nhiêu không được, nếu chụp cao nữa thì phổi nó bay hết chả nhìn gì. Cho nó cái tiêu chuẩn thứ hai, nó phải có tiêu chuẩn thứ hai là nó phải nhìn thấy cái mô phổi cách thành ngực khoảng 1,5 cm, cách thành ngực khoảng 1,5 cm phải nhìn thấy cái mạng bên phổi. Nếu anh chụp già quá, khi vôn cao quá thì nó đâm xuyên hết chả nhìn gì cả. Đấy, ít nhất cách thành ngực 1,5 cm thì phải nhìn thấy cái mạng bên phổi. Còn bây giờ ta chụp, ta có thể chỉnh mở rộng cửa sổ ra, có thể thấy được cái mạng bên phổi càng ra sát thành ngực được càng tốt. Đấy. Chụp DIA hoặc chụp CA thì nó có thể chỉnh được cái mạng bên phổi ra sát thành ngực, nhìn thấy sát thành ngực. Thì cái tiêu chuẩn của nó là như vậy. Tiêu chuẩn chụp quy mô cao là phải thấy được toàn bộ cột sống, và cái chuẩn thứ hai là phải thấy được cái mạng bên phổi cách thành ngực ít nhất 1,5 cm, ít nhất nhé. Còn càng ra sát được thành ngực càng tốt. Đấy gọi là phim chụp quy mô cao. Phim chụp quy mô cao nhé. Ưu điểm của cái trục quy vôn cao này thì ta thấy được các cái đường trung thất, thấy đường trung thất như các cái đường trung thất trước, trung thất sau, đường quanh nhà, đường quai động mạch chủ chẳng hạn, đây là đường cạnh cột sống chẳng hạn, đường cạnh khí quản, đường cạnh thực quản vân vân, tất cả cái đường nhìn thấy và xem nó có đè đẩy gì không. Đấy. Xem có đè đẩy, nếu có đè đẩy thì chứng tỏ nó phải có khối bất thường, của nó khối gì không biết nhưng mà rõ ràng là có bất thường đấy. Rồi khi đó người ta mới chỉ định làm các cái thứ khác như là chụp cắt lớp vi tính hay là chụp cộng từ vân vân, thì người ta mới nhìn thấy có cái bất thường đấy người ta mới chụp nha. Thì cái kỳ vô can như vậy. Và thứ hai là ta phải thấy được cái ở phổi ấy, thì thấy được các cái mạng lưới phổi ở sau tim, nhìn rõ phổi ở phía sau tim ấy. Nếu chụp thường thì chúng ta nhìn đấy không nhìn thấy nhu mô phổi phía sau tim, mà nó trắng tinh, tim nó che thì chả nhìn gì. Rồi nhìn thấy các cái lưỡi phổi nách vào hai bên trung thất ấy, và cái lưỡi phổi nó nách xuống dưới vòm ngoài, thì ta nhìn rõ các cái mạng lưới phổi đấy và xem cái mạng lưới phổi đấy nó có bị đè đẩy gì không, có khối bất thường nào đấy không. Thì đó là cái ưu điểm của cái chụp quy mô cao. Tuy nhiên nó cũng có cái nhược điểm, quy mô cao nó có cái nhược điểm là công tác rất kém, cái đối quang giữa cái trắng với đen nó kém, nó nhờ nó không phân biệt rõ ràng, xác định tổn thương, những tổn thương nhỏ nó đâm xuyên thì chả nhìn thấy, tổn thương nhỏ nó bị xóa thì không nhìn gì cả. Vì vậy cho nên là cái chụp quy mô cao này từ những năm 2000, từ những năm 90, thế giới nó có từ năm 90 nhưng mà không vào Việt Nam được. Và Việt Nam các thầy là các thầy từ Pháp ấy, thì các thầy đọc quen cái cổ điển rồi, các thầy bảo đọc cái kim vôn cao cái NM này không đọc được, không không đồng ý. Cho đến tận sau năm 2000 thì các thầy cao tuổi, các thầy về về hưu, và thế hệ trẻ thì người ta đi nước ngoài nhiều, thì về sau thì dần dần các cái khoa hô hấp và cái viện tim phổi người ta đồng ý, rồi dần dần các khoa khác người ta mới vào được, còn trước không vào được. Có cả cái đề tài nghiên cứu sinh về giá trị chụp quy mô cao trong chẩn đoán các bệnh lý phổi nhưng mà vẫn không phản được, các thầy phản đối rất mạnh, không phản đối nha. Thì cái lịch sử nó như vậy. Thì mãi về sau này, sau những năm 2000 thì cái chụp quy mô cao mới vào được. Và bây giờ ấy, ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì hầu hết là chụp quy mô cao, không chụp theo cổ điển, hầu hết là chụp quy mô cao. Nếu chúng ta thấy những cái tổn thương nhỏ, tổn thương phế quản với viêm, hoặc là viêm phế quản với viêm, hoặc những cái tổn thương kê nhỏ nhỏ ấy, thì ta chụp cổ điển nó vẫn tốt, vẫn tốt, vẫn nhìn rõ tổn thương. Thế nếu mà ta chụp quy mô cao nó đâm xuyên hết cũng bỏ sót, không nhìn gì được. Thì tùy theo cái tổn thương mà chúng ta có thể chỉ định chụp quy mô cao hay chụp cổ điển. Còn hầu hết là chụp quy mô cao trên thế giới cũng như Việt Nam, hầu hết chụp quy mô cao. Thì đó là cái chụp chụp phim phổi thẳng là như vậy. Nghe thì nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà trong này nó vẫn là có rất nhiều câu hỏi thi của các anh chị, có rất nhiều câu hỏi thi. Ví dụ như là người ta hỏi chụp quy mô cao cho nhiều thông tin hơn chụp cổ điển đúng hay sai, ví dụ như thế. Thì ở đây nó cho rất nhiều thông tin nha, chú ý cho.
hay là người ta hỏi là tiêu chuẩn trục quy môn cao, những tiêu chuẩn nào không phù hợp với trục quy môn cao chẳng hạn, người ta đưa ra ba cái tiêu chuẩn chẳng hạn, rồi bốn cái tiêu chuẩn, một cái là không phải chẳng hạn, thì người ta phải gạch cái không phải đi, cái tiêu chuẩn nào không phải là tiêu chuẩn của trục quy môn cao, ví dụ thế, hay là không phải tiêu chuẩn của trục cổ điển, ví dụ thế, thì chúng ta phải chú ý. Nói như vậy nhưng mà đối với anh chị chỉ cần nhận biết được cái như vậy thôi, chứ không đánh giá sâu xa thì không phải chẩn đoán đúng hay sai, chẩn đoán ra cái bệnh gì cái thứ thì sau này chúng ta học còn nhiều, nhưng mà bước đầu thì chúng ta chỉ kiểm tra những cái như thế thôi, đánh giá những cái như thế. Đây là cái chụp phổi này, chụp phổi thẳng nè, chụp phổi thẳng ấy thì cái bệnh nhân này phải áp ngược vào cái giá đề phim này, áp ngược vào giá đề phim này, cái đường chỉ này là cái tia hồng ngoại, tia hồng hồng ấy, hồng ngoại ở máy, ba máy nào cũng gắn để đánh mốc, cái mốc là cái tâm nó vào đâu, cái tâm này vào khoảng D5 D6 gần là ngang cái micro phổi này, ngang micro phổi này đấy, và vuông góc với cái giá đề phim này. Cái giá này là ngày xưa người ta nhét phim vào đây, cassette người ta nhét phim vào đây, bây giờ thì nó nằm cái tấm, cái tấm ghi nhận thôi, các cái tín hiệu thông tư, các đề tơ thôi ở trong này thôi đấy, thì người ta chụp vào đây và người ta sẽ chụp được cái phim như này. Vấn đề cần đặt ra là tại sao cái bệnh nhân này phải áp được vào phim, cái dựa lưng vào phim có được không, tại sao phải áp được vào phim đó. Thì về cái nguyên tắc chụp phim ý, thì chụp cái gì cái đó phải sát phim, chụp cái gì cái đó phải sát phim. Thế tại sao cô này phải áp ngược vào cái phim này, là vì cái phổi nó nằm ở trước, nằm ở phía trước, phía sau này là các khối cơ rất lớn, gồm các cái cột sống, xương bả vai, là các cái khối cơ lớn nằm ở phía sau này, do phổi nó ở phía sau này, do nó phổi nó cách ở phía xa ở phía sau này hơn, và nó gần ở phía trước hơn, do đó mà người ta phải chụp khác cái ngược vào đây để cho nó rõ. Vậy bây giờ người ta chụp ngửa, có thể dựa lưng vào đây có được không, thì vẫn được, vẫn chụp được, nhưng mà phim nó xấu thôi, bởi vì nó xa phim thì phổi phóng đại to ra và các cái xương ở phía trước nó phóng đại to ra và nó che đi và phim rất là xấu. Cái này để giải thích rằng nếu mà những cái bệnh nhân mà đa chấn thương người ta này nằm trên cáng rồi không đứng dậy, không chủ động được, phải nằm bất động ở trên cáng ấy chẳng hạn, thì người ta phải nhét phim ở dưới lưng, giữa lưng vào cái cáng ấy, giữa lưng vào giường này, và người ta chụp tia từ trước đằng sau. Nhưng các anh chị nhìn phim rất là xấu, phim rất là xấu, còn chụp cũng được, chứ không còn trường hợp bắt buộc thì người ta phải chụp như vậy. Cái từ không thay đổi đó là phim, muốn chụp cái gì thì cái đó phải sát phim. Muốn chụp cái ví dụ như là các bạn là chụp phổi nghiêng nghiêng trái chẳng hạn, thì bên trái của bệnh nhân phải sát phim. Chụp cái gì thì cái gì sát phim. Chụp bên trái có nghĩa là bên trái sát phim. Chụp phổi có nghĩa là cái phổi nào nó gần phim nhất ấy, thì phải áp vào phim. Tức là phía trước, phổi nó nằm ở phía trước, thì cái phía trước ấy phải áp vào phim. Đấy, lý do là như vậy thôi. Còn xa được, nhưng xa thì nó xấu. Chụp xa ra thì nó xấu. Thì cái phim là như vậy. Và trên cái phim này người ta chụp quy mô cao, người ta thấy được hết các đốt sống. Đây là D1 này, D1 hoặc T1 cũng được, D hoặc T đều được nhé, D2, D3 đã cho đến hết thế này. Cái này chụp đi chụp lại nó thế thôi, chứ còn thực ra nó thấy rõ các đốt sống. Và từ đây ta nhìn thấy được các cái đường trung thất, rồi nhìn thấy được các cái bờ tim, nhìn thấy được cái bờ tim. Nói ví dụ lại như là cái tim này, ta hỏi cái tim này cái đường kính thất trái là bao nhiêu, thì ta đo cái đường kính thất trái này từ đây đến đây, nhưng mà cái điểm trên này lấy từ đâu không biết được, ta chỉ đo tương đối thôi, từ đây thôi, ví dụ thế thôi. Nhưng mà muốn biết chính xác của nó, ta đưa ra ta chiếu thì ta thấy cái tiểu đi trái này với cái thất trái này nó đập trái ngược nhau, cái này nó bóp thì cái này nó phồng, cái này nó phồng thì cái này nó bóp trái ngược, và ranh giới giữa đó chính là cái điểm D. Điểm D là người ta viết tắt của tiếng Pháp, người ta quy định ấy là gốt ấy, và đây là D phẩy, D phẩy. Cái dây phẩy là giữa cái mỏ thất trái và quả thất phải, thì nó dây phẩy. Hay bên này vậy, điểm này là điểm D, và điểm này là điểm D phẩy. D là chữ rát ấy, tiếng Pháp là phải, bên phải đấy.
thì quốc tế hóa thì nó vẫn dùng như thằng Anh nó vẫn dùng dùng chữ D và chữ chữ D chứ nó không không dùng theo phải trái của Ryanair của tiếng Anh, nó vẫn dùng D và này nên là quốc tế hóa rồi. Chúng ta chú ý cho. Trục phổ nghiêng, đây là trục phổ thẳng nha, đây là trục phổ nghiêng này. Trục phổ nghiêng thì chúng ta cho ta ít thông tin hơn, bởi vì chỉ do cái phổi phải này, cái phổi trái này và trung thất nó chồng vào nhau, nên khi ta biết tổn thương thì không biết nó nằm ở đâu, không biết nằm phổi phải hay phổi trái hay trung thất, thì cho ít thông tin. Và trước năm 2000 ấy, thì người ta chụp phiên thẳng, sau đó có tổn thương ở bên nào thì ta chụp nghiêng bên đó, tổn thương bên nào chụp nghiêng bên đó. Người ta giải thích rằng cái tổn thương ấy nó gần phim thì nó rõ, nó nét hơn. Đấy, trước đây là như vậy, trước đây là bao giờ mình chụp phiên thẳng trước, chụp phiên thẳng sau đó nếu mà u phổi phải thì chụp bên phải, mà u phổi trái thì chụp bên trái. Đấy, trước đây là như vậy. Ngày nay này, sau năm 2000 này thì người ta tất cả người ta quy định chụp nghiêng trái quy định quốc tế đấy nhá, tất cả đều quy định là chụp nghiêng trái. Người ta giải thích rằng chụp nghiêng trái thì cái tim nó nằm bên trái, nó gần phim, nó nhỏ lại và nó bộc lộ nhiều trường phổi ra để chúng ta quan sát được cái phổi được tốt hơn. Đó. Tất cả quy định là chụp nghiêng trái. Bây giờ chúng ta bác sĩ lâm sàng chúng ta chỉ cần chụp chỉ định chụp phổi thẳng và nghiêng, thì tất cả các kỹ thuật viên ở Việt Nam cũng như trên thế giới người ta hiểu rằng chụp phổi thẳng và nghiêng trái automatic như vậy. Nếu chúng ta muốn chụp nghiêng thẳng thì phải viết rõ đây là chụp phổi thẳng và nghiêng phải thì người ta mới chụp nghiêng phải, còn không thì cứ tự động chụp nghiêng trái hết ở Việt Nam hoặc trên cả trên thế giới đi đâu cũng thế, người ta đều hiểu như vậy hết rồi, quy định quốc tế rồi. Về cái tiêu chuẩn thì ta thấy được hai cung sườn phía sau, thấy được hai cái cung sườn phía sau này nó cách nhau khoảng 1,5 cm, có sách nói là nó trùng nhau thì người ta công nhận cái phim này nghiệm, ta phải thấy được cái góc sườn hành phía sau. Ở đây nhắc lại này, cái phim này khi mà các anh chị cắm phim lên đấy, các thầy hay hỏi là phim này chụp nghiêng nên là chụp trách đây nghiêng hay trách, thế thì bao giờ các anh chị bảo em chụp nghiêng, thế mà bảo làm sao biết thằng nghiêng, mà thực tế nó không bao giờ nó nghiêng 100% được đâu, kỹ thuật viên không bao giờ nắn nót mà nó mua góc 100% được, bao giờ nó hơi chệch. Thế thì làm sao mà chúng ta biết là cái phim này nghiêng hay chệch? Thì trên thế giới ấy, người ta giải thích là cái chênh cái hai cung sườn này cách nhau khoảng 1,5 cm ấy, là người ta chứng minh bằng cái tia. Cái tia nó đi theo hình nón từ bệnh nhân, từ cái chỗ phát tia, cái máy phát tia ấy, cho đến bệnh nhân ấy, này nó đẹp hình nón, tức là dưới 1,5 m, dưới 1,5 m khoảng cách từ cái bóng đến bệnh nhân. Nếu mà các anh chị giảng trên bảng thì tôi vẽ thì các anh chị hiểu ngay, nhưng mà giải thích này các chị cũng khó tưởng tượng một chút, hơi tưởng tượng một chút thì cần lưu ý. Từ cái bóng phát tia cho đến bệnh nhân thì tia nó đi theo hình nón này, trong khi nhìn cái mũi tên tôi vẽ như này này, à, như hình nón như vậy. Thế thì cái cung gần phim ấy, cung xương sườn sát phim ấy, bao giờ nó in chắc là phim và in bằng kích thước của cái đúng cái xương sườn ấy. Còn cái cung xương sườn bên 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 phải này, xa phim này này, thì nó phóng đại ra, phóng đại ra và nó nằm đằng sau và như vậy thì đa phần trên các phim hai cung xương sườn cách nhau 1,5 cm, người ta công nhận cái phim này thật nghiêng. Còn có sách người ta lại nói là hai cung sườn là chồng nhau. Tại sao người ta lại nói vậy? Là vì từ cái bóng phát tia này đến cái chỗ 1,5 m là cái giá để phim ấy, thì tia đi hình nón. Nhưng mà ra bên ngoài cái giá để phim thì tia lại đi song song. Tức là trên 1,5 m thì tia đi song song. Đấy. Tia xong người ta chứng minh này. Nếu mà giải thích nó thì nó rất là dài. Và chúng ta cũng không phải là nhà vật lý để mà giải thích cái từ đó. Ta công nhận nó thôi, còn giải thích nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà người ta chứng minh như này này, người ta chụp một cái vật, ví dụ như chụp cái bút của các chị chẳng hạn, người ta để cái vật đó sát vào cái bóng phát tia này, thì cái bút này nó in vào phim một cái hình rất là dài, rất to ra tận từ đây đến đây. Nếu người ta để xa cái bóng phát tia ra một tí, thì cái
cái hình ở trên phim vẫn nhỏ lại tí, xa ra nữa thì nhỏ lại cho đến đúng 1,5 m, đúng 1,5 m, tức là để sát với giá để phim ấy, thì cái hình ở trên cái phim ấy bằng đúng cái bút thật của cái chị viết, kích thước của nó người ta đo, kích thước đo cái hình ở trên cái phim bằng đúng kích thước thật, thì bằng cái bút đúng cái kích thước thật của cái vật, thì bằng đúng kích thước của cái bút của anh chị. Sau đó người ta lại để cái bút đấy, người ta để ở bên ngoài, người ta kéo cái bóng này xa ra trên 1,5 m, thì người ta chụp cái bút đấy, chụp cái bút đấy dù người ta để ở chỗ nào, để ở chỗ nào, để ở chỗ nào đi chăng nữa, thì cái hình ở trên cái phim ấy luôn luôn bằng cái hình ảnh của chữ cái bút đấy. Đấy, thế người ta mới rút ra cái kết luận là dưới 1,5 m thì tia nó đi theo hình nón, nhưng mà ngoài 1,5 m thì tia đi song song. Đấy, người ta chụp một cái vật, người ta chứng minh như vậy. Và ngoài 1,5 m như vậy thì người ta có cái từ gọi là chụp TNE. Chụp TNE thì như là trước đây thời chúng tôi ấy, chụp TNE tức là cái ảnh ở trên phim ấy bằng đúng cái kích thước của vật. Chụp TNE thì ngày xưa chưa có siêu âm, bao giờ cũng chụp TNE gan. Trong chị mở vào hồ sơ hoặc là các cái sách cũ ấy, người ta có cái từ TNE là như vậy. TNE là tức là cái ảnh trên phim thì bao giờ cũng bằng kích thước thật. Thì người ta chụp TNE, người ta đo xem là gan nó to hay không. Ngày xưa hay u gan hoặc là các cái áp xe gan vân vân, rồi các cái viêm gan làm gan nó to ra. Bao giờ người ta chụp cái TNE đấy. Ngày nay thì người ta, tôi thấy như Bạch Mai thì còn chụp cái TNE cái ống tủy xương ấy, anh nào gãy xương đùi mà cần phải đóng cái đinh cho nó chặt ấy, đinh vừa to vừa chặt, thì người ta chụp TNE cái xương đùi, người ta đo cái ống tủy, đo ống tủy xem là kích thước ống tủy nó bao nhiêu để chọn cái đinh đóng cho nó chặt. Đấy, trên lâm sàng tôi thấy như vậy. Thì khi mà người ta chụp TNA thì hai cung sở này nó là xa hay ở gần thì nó bằng luôn, nó trùng với nhau. Đấy, nó trùng nhau. Còn chụp dưới 1,5 m thì bao giờ nó cũng cũng cách nhau khoảng 1,5 cm. Thì như vậy thì người ta công nhận hai cái phim này là chụp thật nghiêng, anh chụp là chụp thật nghiêng để giải thích như vậy. Tất cả tôi giải thích kỹ như vậy, những cái gì tôi giải thích kỹ là những cái câu hỏi thi hết đấy nhé, các chị chú ý cho. Tại cái kỹ là nó có cái câu hỏi trong câu hỏi thi đấy. Và ta thấy được các cái đốt sống và các cái khe nên đốt tiêu chuẩn cái phim trùng nghiêng này, là phải thấy được cái góc sườn hàng phía sau này, thấy được cái khe đốt sống này, các khe nên đốt này, và thấy được cái khung xương sườn này. Và khung xương sườn này nếu các thầy có hỏi phim này anh chị trùng nghiêng hay trùng rách này, thì bảo là em trùng nghiêng, nhưng mà thầy bao giờ thầy hỏi tại sao, ý thầy muốn lừa vào cái chỗ này này, tại sao em bảo là nghiêng, tại sao em biết là nghiêng đấy, tại sao không bảo trách mà tại sao biết là nghiêng, thì phải trả lời là đấy, em thấy cái hai cái khung sườn này là cách nhau khoảng 1,5 cm, hoặc là em thấy hai khung sườn nó chồng nhau, thì theo sách nói là theo các thầy nói là nó được công nhận là thật nghiêng đấy, nên quy định trên thế giới như vậy rồi. Đây, đây là cái phim trùng nghiêng. Và về nguyên tắc chung trên thế giới, bao giờ nghiêng trái, tức là bên trái của cái bệnh nhân này là sát vào phim. Đây, cái phim này tia đi từ bên phải sang vào đi khoảng D5 D6 vào chỗ cái rốn phổi này, rốn phổi này D5 D6, và cái giải phẫu nó chỉ cho các anh chị có hai khung sườn này. Đây là một cái khung sườn này, đây một cái khung sườn này, đây là hai khung sườn. Và bình thường nếu chụp chuẩn, ta nói theo chuẩn thì cái khung xương sườn bên trong này này bao giờ nó cũng là ở bên trái, bởi vì bên trái sát phim của nó nhỏ, nó tia hình nón thì nó đi tem này ra này, thì cái khung xương bên phải này nó to hơn và nó đẩy ra sau này. Đấy, thì bên ở bên sau này bao giờ nó bên phải nếu mà nó chụp chuẩn nhé. Và cái tâm của cái khung xương sườn bên trái này nối với cái tâm khung sườn bên phải này cách nhau khoảng 1,5 cm thì người ta công nhận cái phim này thật nghiêng. Đấy, công nhận cái phim này thật nghiêng. Còn có sách nói rằng hai khung sườn này chồng nhau, hai khung sườn nhau, tức là bệnh nhân phải chụp TNE thì nó mới chồng nhau, còn không chụp TNE không bao giờ chồng nhau được, bởi vì đây nó đang tia hình nón mà, thì cái khung viên xa phim này bao giờ phóng đại ra và nó ra sau này, còn cái khung gần phim này này thì bao giờ nó cũng nhỏ và nó nằm bên trong.
còn chụp tên lên, tức là cái chú giá để phim này này, cách cái móng phát tia ở ngoài này này trên 1,5 mét, thì cái cung này và cung này chồng vào nhau, thì hiểu như vậy để mà trả lời cho các thầy thì mới được bài điểm. Không ạ, như ngày xưa là hay hỏi vấn đáp và tôi hỏi tự luận cắm phim lên đấy, còn bây giờ thì hỏi hỏi thi thì có thể người ta hỏi đúng sai cái phim, cái cung này là cung bên phải đúng hay sai, cung này cung bên trái đúng hay sai, ví dụ thế, thì cũng phải để ý nha. Thì đó là cái phim trùng niên, thấy được toàn bộ cuộc sống và thấy được cái góc sườn màn phía sau này, đây là góc sườn màn sau này, dịch bao giờ nó cũng chảy ở phía sau này, bao giờ phải lấy hết chỗ này, lấy hết chỗ này, và từ cái góc cái cung sườn này này, đây là ví dụ chúng ta nói đây là cung sườn trái, ta lần và ta biết đây là cái vòng bàn trái, cái vòng bàn trái này nó bám vào cung sườn trái này, cái vòng bàn phải nó chạy qua cung sườn trái này, nó bám vào cung sườn bên phải đây, phải chạy bám vào thì ta biết được là đâu là vòng bàn phải, đâu là vòng trái, và khi có tổn thương ở trên những cái này thì ta biết tổn thương của vòng bàn trái của vòng bàn phải, thoát vị cái thứ chẳng hạn, u cái thứ chẳng hạn, hay là dịch ở trên màng phổi chẳng hạn, thì ta biết dịch ở bên phải hay dịch bên trái. Thì đấy là cái phim chụp đương nhiên như vậy. Đấy là cái kỹ thuật chụp thẳng trùng nghiêng thì bây giờ còn hay dùng dùng nhất. Bây giờ như là Bạch Mai hoặc Việt Đức hoặc các cái viện ca hoặc Sanh Pôn, tất cả các bệnh viện Hà Nội này, trừ các bệnh viện tuyến phường thì thấy ra thì hoặc các phòng khám tư nhân thôi, chứ còn các bệnh viện trung ương và ở Hà Nội và các tỉnh hầu hết đã có CT và người ta chỉ chụp phổi thẳng nghiêng, và khi phát hiện là có tổn thương thì người ta sẽ chuyển thành chụp CT. Còn các cái kỹ thuật này thì người ta kỹ thuật cổ điển và bây giờ gần như người ta bỏ, người ta không sử dụng nữa. Tuy nhiên là nếu đi biên giới hải đảo đi 585, 1816 chẳng hạn, ví dụ thế, đi ra ngoài đảo Lý Sơn, Bạch Mai phụ trách Lý Sơn, Mai ra thì vẫn ngoài đấy người ta không có chụp vấn đề vi tính, nhưng là người ta vẫn phải dùng cái kỹ thuật này, và ngoài ra còn phục vụ cho thi cử nữa, thi cử nữa. Bởi vì thi trong này nó có trong hỏi thi rồi nên chúng ta không học, chúng ta không biết trả lời, và trong cái kho đề của nhà trường này nó đã chứa đựng rồi, và máy nó bắt thì không ai có thể để tách ra được, máy nó quay tự quay nó vào câu nào thì chúng ta thi gói thôi, nên bắt buộc chúng ta vẫn phải học, học để biết. Thế thì nó có cái nghiệm pháp Vanshava này này và nghiệm pháp Wiener này, nghe để biết này. Nghiệm pháp Vanshava là bỏ bệnh nhân hít vào và dặn, thì chúng ta tưởng tượng như là hít không khí thật phải vào trong phổi, trong phế nang ấy, ít không khí vào trong đấy và dặn, thì làm cho cái áp lực của trong nội phế nang nó tăng lên, áp lực nội phế nang nó tăng lên, thì cái áp lực nó tăng lên như vậy thì nó sẽ chèn ép vào cái tổ chức kẽ của thành phế nang. Tổ chức kẽ của thành phế nang thì cái tổ chức kẽ ấy là các cái mạch máu nó chạy, nó nằm ở trong đấy, thì khi áp lực nó chèn ép vào cái tổ chức kẽ như vậy thì nó sẽ đẩy máu đi và làm giảm cái khẩu khí mạch máu này. Làm giảm khẩu khí mạch máu thì cái mục đích của nó là để đánh giá sự thay đổi khẩu khí của các mạch, các hình mạch, mục đích là như vậy. Tôi nói ví dụ như này nhé, khi chụp phổi chúng ta thấy một cái nốt mờ ở phổi, có người bảo đây là phình mạch, có người bảo đây là u phổi, có người bảo phình mạch, có người bảo u phổi, thế thì ta chụp cái nghiệm pháp như ngày xưa đấy nhé, bây giờ thì người ta chụp cắt lớp vi tính thì phân biệt ngay, tìm thuốc thì không làm gì, bây giờ thì như vậy. Nhưng mà ngày xưa ấy, là người ta chụp sử dụng cái nghiệm pháp Vanshava này, nếu như cái nốt mờ đó nó giảm đi so với cái phim trước chụp chụp trước ấy mà không sử dụng phương pháp Vanshava này này, nó giảm đi thì chứng tỏ đấy là một cái phình mạch máu của phổi. Còn nếu nó không thay đổi cái trước, nó sát nuôi nó đặc, tổ chức đặc thì nó không thay đổi được, thì nó là một cái u phổi đấy. Như thời chúng tôi là đánh giá cái u của phổi nhỏ, cái nốt mờ nhỏ ở phổi thì đánh giá phải dựa vào cái nghiệm pháp Vanshava này hoặc nghiệm pháp Wiener này để đánh giá. Thì tôi nói là cái nghiệm pháp Vanshava là cái nhắc mà bảo nhân hít sâu vào rắc thật khỏe rồi nó chụp, thì ta hiểu trong đầu chúng ta sẽ giải thích cơ chế này, khi hít không khí vào trong phế nang rắc thì làm tăng cái áp lực của nội phế nang lên, và tăng áp lực nội phế nang như vậy thì nó sẽ chèn ép vào cái tổ chức kẽ của thành phế nang, và nó đẩy các cái máu ở trong các mạch máu của tổ chức thành phế nang đi, làm cho giảm khẩu khí mạch máu đi đấy, mục đích là như vậy để đánh giá sự thay đổi hình mờ hoặc kích thước mạch máu của phổi, xem chẩn đoán phân biệt xem có phải u phổi không hay là phình mạch.
Đấy, chỉ có thấy thôi. Cái nghiệm pháp Wiener này thì đứng ngược với nghiệm pháp Van Java này. Và ta tưởng tượng là bảo bệnh nhân hít vào, hít hô bệnh nhân hít mạnh vào lại thì trùng ngay, hít mạnh vào trùng ngay. Thì hít vào ta hiểu cơ chế thở không? Cơ chế thở của chúng ta là khi bảo bệnh nhân hít thì các cái cơ liên sườn này nó co kéo các con sườn nằm giãn ngang ra vào màng nhà thấp xuống để nó kéo cái qua cái màng phổi, cái khoang ảo thôi, không có gì cả, khoang âm ảo thì nó kéo phổi ra và không khí sẽ tràn vào trong phổi. Đấy là cơ chế thở bình thường là thở như vậy. Khi ta thở ra thì tức là các cái cơ nó giãn ra vào cái khoang xương sườn hạ thấp xuống rồi vòng hoành nó đẩy lên thì nó tống không khí ra ngoài. Đấy là cơ chế thở. Thế bây giờ ta bảo bệnh nhân hít vào thật mạnh, thật nhanh ấy. Không khí còn chưa kịp tràn vào như thế nào, tưởng tượng như thế nhé, tưởng tượng trong đầu ấy là không khí còn chưa kịp tràn vào đến trong vena, áp lực ở trong cái túi vena nó nhỏ, nó giảm, nó thấp hơn, do đó nó kéo cái tổ chức kẽ của thành vena vào và nó kéo cái mạch máu vào, làm cho mạch máu to ra, các hình mờ mạch máu to ra. Đấy, nghiệm pháp Wiener nó như thế thôi, làm tăng kích thước hình mờ mạch máu. Nghiệm pháp Wiener là nghiệm pháp bảo bệnh nhân hít vào thật nhanh, nhưng mà khi mà ta tưởng tượng nhanh đến mức mà không khí chưa kịp vào đến vena thì cái áp lực ở trong vena nó thấp, nó kéo cái mạch máu, nó kéo cái tổ chức kẽ của thành viên nang vào và kéo cái hình mờ mạch máu to ra. Đấy, thì ta đã chụp được cái thì ấy làm cho mạch máu nó to ra. Thì khi một hình mờ của phổi khi sử dụng nghiệm pháp Wiener ta thấy kích thước tăng hơn thì đó là cái hình mờ của mạch máu, và nếu nó không thay đổi thì đó vẫn là cái u thôi, cái sắc nuôi thôi, cái tổ chức đặc thôi. Để phân biệt giữa cái u phổi còn nhỏ hay là các cái phình mạch thì trước đây chúng tôi là phải làm như vậy. Ngoài ra các cái gì thở ra này, này thì thở ra thì không khí trong phổi nó ra hết, không khí ở trong các phế nang ấy nó ra ngoài, các túi phế nang nó xẹp lại, nó tăng cái độ cảm quang lên, tăng độ cảm quang lên. Còn chỗ nào không có không khí thì nó sẽ sáng. Đấy. Thì chủ yếu để xem các cái bóng khí, bóng khí này, cái không khí không ra được hoặc là tràn khí bằng phổi, tràn khí bằng phổi thì chúng ta cũng có thể chụp cái tư thế này. Nói vậy ở đây có rất nhiều câu hỏi đấy nhé. Ví dụ như là có một câu hỏi như này: nghi ngờ có tràn khí bằng phổi ít, các anh chị sử dụng kỹ thuật nào sau đây? Ví dụ như thế. Trong kho đầy nhà trường ấy. Có điều là máy có bắt vào hay không thì không biết, nhưng mà trong cái phần này có rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi đơn giản như vậy thôi. Thì phân tích, ví dụ phân tích thử cái câu này cho các anh chị xem này. Khi mà nghi ngờ có tràn khí bằng phổi ít thì các anh chị sử dụng các kỹ thuật nào sau đây? Chụp hít vào, chụp thở ra, rồi chụp bình thường, rồi chụp các nơi vi tính chẳng hạn như vậy. Thì đối với các anh chị thì cho cái độ nhiễu thấp, độ nhiễu thấp thì người ta thường không cho chụp các nơi vi tính vào nữa. Nếu mà chụp các nơi vi tính thì các anh chị sẽ hiểu lầm nơi vi tính của nhiều tiền vậy là chính xác, cái gì nó chính xác thì chẩn đoán được ngay, nhưng mà người ta không phải như vậy. Bởi vì cái nhược điểm của nó là nó nhiễm xạ rất nhiều, rồi giá thành cao, rồi hiệu quả kinh tế y tế, thì người ta lại không sử dụng các nơi vi tính đâu. Nếu mà một câu mà nó có nhiều đáp án thì anh phải có cả hai, là phải chụp thì thở ra và chụp cái các nơi vi tính. Nhưng mà nếu chỉ có một đáp án, nhiều đáp án là cái độ nhiễu cao nhé, độ nhiễu cao thì các anh chị phải chọn một trong hai. Nếu mà một đáp án nhưng mà mình có hai cái như vậy đó là độ nhiễu cao thì các anh chị khó chọn. Nếu anh chị không học không biết là chọn cái nào đó, có khi là chọn cái chụp các nơi vi tính và kỹ thuật nó cao này thì giá thành cao này thì nó chính xác, đúng là chính xác rồi, nhưng mà không ai thực tế không, người ta không dùng như vậy, không dùng chẩn đoán như vậy, tràn khí hoặc phổi ít thì không dùng như vậy. Nó chỉ thở ra là đủ rồi, nó ra chẩn đoán được rồi. Hoặc là cùng lắm thì người ta chụp cắt nó vi tính để chẩn đoán, thế sau đó người ta điều trị cho đến ngày hôm nay người ta điều trị, đến sáng mai người ta muốn chụp lại thì không cần sáng mai người ta lại chụp cắt nó vi tính được. Đấy. Ngày kia người ta muốn xem là đã hết chưa lại chụp cái nữa thì không phải chụp cắt nó vi tính, mà người ta chụp ở cái thì thở ra này. Đấy. Thì nếu mà một đáp án người ta chỉ cho là hít vào thở ra chụp bình thường ví dụ thế, hay là không có giá trị ví dụ thế, thì nó chỉ có một cái đáp án đúng là thở ra thì chúng ta biết rõ. Nhưng người ta cho chụp cắt nơi vi tính vào nữa thì nó này là độ nhiễu cao thì anh chị rất khó giải này. Đấy. Thì những cái độ gần nhiễu cao như vậy thường người ta để dành cho sau đại học.
Còn đối với bốn thì chúng ta chỉ cần một cái đáp án mà, từng chỉ cho câu một đáp án mà, chứ không phải câu hai đáp án. Nói như vậy trên này các thứ có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà cái dạng câu hỏi nó ra dạng như vậy, nó dễ như vậy thôi, chúng ta đi học chúng ta hiểu ngay, mình biết ngay. Thế này, cái này câu này này, cái câu này nó cũng có cái hít vào, vì nó nói thêm cái thì thở ra rồi hít vào. Hít vào cũng có câu hỏi nhé, hít vào người ta nói ví dụ là nghi ngờ có tràn dịch màng phổi ít, các anh chị sử dụng kỹ thuật nào sau đây? Nghi ngờ có tràn dịch màng phổi nhé, thì khi mà hít vào ấy, hít vào thì không khí vào trong phổi và túi phế nang rất nhiều, nó sáng này, và cái dịch này này nó sẽ mờ và nó đối quang rất tốt để chúng ta nhìn. Nhưng mà thực ra thì đấy nói để mà biết thôi, quý vị nói để mà khi mà nó có ra nhiều đáp án thì chúng ta cứ sử dụng thôi. Chứ còn bây giờ thì chủ yếu là siêu âm, siêu âm thì người ta thì tốt hơn rất nhiều so với cả thì thở hít vào. Còn nếu như ngày xưa tôi phải hít vào, lúc giờ chưa có chụp cắn nơi vi tính cũng chưa có siêu âm thì phải chụp thì hít vào, hít vào thì không khí vào trong phế nang làm căng phế nang ra và phổi nó sáng ra. Thế còn dịch, chút dịch thì nó không có không khí vào được thì nó sẽ mờ và nó đối quang giữa phổi và cái tràn dịch đấy, thì chúng ta chẩn đoán được tốt, rất tốt nha, hơn cái chụp bình thường. Đấy. Thì bây giờ ví dụ người ta bảo nghi ngờ có tràn dịch bằng phổi ít, sử dụng kỹ thuật nào sau đây? Một là chụp hít vào, hít vào thì thấy đúng rồi, siêu âm đúng rồi, rồi chụp cắn lớp vi tính cũng đúng rồi, cũng càng đúng rồi. Thế thì cái độ nhiễu cao như vậy thì ta chọn cái nào, mà trong đó thì chỉ có một đáp án đúng thôi, ví dụ như thế, thì đấy gọi là độ nhiễu cao. Thì ta phải sử dụng cái gì mà hay sử dụng nhất trên lâm sàng đó, hay sử dụng nhất trên lâm sàng là siêu âm, thế không? Còn có đối với các anh chị thì thường chỉ một đáp án thôi, ít khi mà cho hai ba đáp án như vậy, ba đáp án như vậy là rất khó, gọi là độ nhiễu cao nha. Chụp cái tư thế đỉnh phổi, tư thế đỉnh phổi tức là chỉ để dùng nghiên cứu cái đỉnh phổi thôi, chỉ để nghiên cứu đỉnh phổi thôi, các cái tổn thương vùng đỉnh phổi thôi. Thì ta biết là cái vùng đỉnh phổi thì nó có nhiều các khối cơ lớn này, rồi các cái xương sườn này, quanh cái sườn hẹp này, vân vân, nó che cái đỉnh phổi không nhìn thấy. Thì người ta có một cái tư thế riêng và tư thế đỉnh phổi để chỉ để nghiên cứu đỉnh phổi này. Cái tư thế này ngay cả bên Pháp người ta vẫn dùng, bên Pháp người ta sàng, người ta giảng cái lớp prep ấy, lớp prep đào tạo cái trình độ thạc sĩ từ xa đấy. Thì mấy năm ngoái năm nay thì Covid thì người ta không sang nữa, nhưng mấy năm trước thì năm trước cái này đang xây dựng là cũng giảng, định giảng từ xa như này đấy, nhưng mà chưa làm được, cũng giảng từ xa nhưng mà giảng online, như các chị là người ta bên Pháp người ta vẫn giảng như này cho mình, nhưng mà nó cái múi giờ nó cũng không hợp rồi, cũng không chưa 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 thực hiện được. Còn 2 năm nay thì không sang, không sang đây được. Thì hỏi họ thì bà tại sao bên chúng mày giàu thế mà chúng mày vẫn còn chụp cái quang đỉnh phổi, thì chụp cắt lớp vi tính thì nó có vẻ là chính xác hơn không, thì nó cũng giải thích như là mình ý, là chụp bắt đầu để chẩn đoán thì có thể chụp cắt lớp vi tính để khẳng định bệnh rồi, nhưng mà muốn theo dõi cái bệnh nó tiến triển như nào, nay chụp mai chụp thì không thể là lúc nào cũng chụp cắt lớp vi tính được, bởi vì nó nhiễm xạ rất là nhiều, rồi nó lại kinh tế y tế vân vân nhiều thứ nữa, người giải thích như vậy. Thì cái tư thế bình phổi này, nó có 2 kỹ thuật, một là kỹ thuật dẫn ngực, hai là tư thế cúi ngực, ưỡn ngực ra hoặc là cúi ngực xuống, mục đích là chỉ để nhằm hai cái kỹ thuật này này là nhằm cho cái khoang lên sườn giãn rộng ra và nó đẩy cái xương đòn lên trên hoặc xuống dưới, đẩy xương đòn lên trên ra khỏi bình phổi ấy, lên trên hẳn. Ưỡn là này thì cái tia đi theo mình nó sẽ đẩy xương đòn lên trên đỉnh phổi, hoặc là cúi xuống thì nó đẩy cái vòng cái xương đòn xuống dưới xuống thấp, thì chúng ta nghiên cứu cái vùng đỉnh phổi được tốt hơn. Mục đích là làm giãn rộng các khoang lên sườn, rồi sự đẩy xương đòn lên trên cao hoặc là xuống thấp để bộc lộ cái vùng đỉnh phổi là điều để tốt hơn, và cái tư thế này chỉ dùng để nghiên cứu vùng đỉnh phổi. Đây là cái tư thế ưỡn ngực, đây là tư thế ưỡn ngực này. Bình thường là người ta phải dựa, chụp bình thường thì người ta dựa cái ngực vào sát cái phim này. Đây người ta dựa lưng vào cái phim này với một cái góc khoảng 30 độ này.
dựa với một góc của 30 độ. Tia bình thường đi vuông góc quay ra phim này thì bây giờ người ta đi check lên trên này 5 đến 10 độ thì check lên trên. Tia vừa check lên trên vừa đi theo hình nón nữa thì cái xương đòn chỗ này nó sẽ đẩy lên trên đỉnh phổi này. Đấy, cái đỉnh phổi đây. Bình thường cái xương đòn nó sẽ nằm ở chỗ này. Bình thường là mà bây giờ check như này thì cái xương đòn này nó đẩy lên trên, ra khỏi đỉnh phổi. Đấy. Và các cái khoang xương sườn này nó giãn rộng hơn so với cái phim chụp bình thường. Thì dùng để chỉ lấy dùng nghiên cứu các cái tổn thương ở vùng đỉnh phổi này. Thì đây gọi là tư thế ưỡn ngực hay là tư thế naprotic, chỉ để nghiên cứu vùng đỉnh phổi, các cái tổn thương lao phổi hoặc u phổi vân vân thì người ta có thể chụp cái tư thế này. Cái kỹ thuật tiếp theo là chụp cây phế quản. Chụp cây phế quản là người ta phải đưa một cái ống thông, một catheter đấy vào qua mũi, qua đường mũi họng ấy, rồi vào đến khí quản, rồi xuống phế quản. Đấy, xong rồi người ta đưa vào máy, người ta chiếu xem là cái đầu của cái catheter nó nằm ở đâu, nó vào đúng cái phế quản cần chụp chưa. Và sau đó thì người ta sẽ, bác sĩ lâm sàng đứng ở đó bơm thuốc, khi bơm thuốc để hô chụp cái thì bác sĩ quang chụp, chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh cây phế quản. Ta đây gọi là chụp chọn lọc, đưa cái ống thông ấy vào cái phế quản từ trên hoặc là từ giữa hoặc từ dưới, hoặc là nếu người ta muốn chụp cả phổi thì người ta sẽ để ở phế quản gốc, bơm thuốc cả quang này thì một người bơm và người chụp song song. Bởi vì cái thuốc này này, thời chúng tôi chụp rất là nhiều, tôi chụp rất là nhiều, thì nếu mà không chụp không hợp tác với hai người này thì cái thuốc này nó trôi rất nhanh, nó vừa bơm xong rồi bệnh nhân hít khó thở, mà nó đặt cái sông ở trong đấy thì khó thở, bệnh nhân thở rất nhanh. Thế cho nên là cái thuốc này bơm nó hít vào trong phế nang ấy thì nó nhòa hết, xóa hết phế quản, không nhìn thấy gì nữa. Thuốc nó tụt vào đến phế nang thì không nhìn thấy phế quản nữa. Thì phải chụp bơm cái là thuốc đến phế quản, phải chụp ngay. Cái thuốc mà nó đi quá phế quản, nó tụt xuống đến phế nang thì không nhìn thấy phế quản nữa. Thì phải kết hợp phải như vậy. Và tất cả các cái bệnh lý của phế quản, tất cả các bệnh lý của phế quản như là giãn phế quản hay là hẹp tắc phế quản hoặc là các cái hình khuyết trong lòng phế quản thì đều được mô tả ở cái giai đoạn chụp cây phế quản, được mô tả hết đấy. Người ta mô tả hết là cái giai đoạn mà chụp cây phế quản này. Bây giờ người ta không mô tả gì thêm. Bây giờ thì tuy nhiên là nó có cái hạn chế là khi ta bơm thuốc này, nó có cái hạn chế bệnh nhân rất khó chịu, bệnh nhân phải ho cả tuần thì nó mới đẩy được hết cái thuốc cản quang này ra. Cái thuốc cản quang là một phần nó thu vào máu, một phần thì phải ho tống ra ngoài. Thì thường phải ho cả tuần, đối với bệnh nhân nặng thì có thể suy hô hấp. Ngày nay người ta không chụp nữa, không chụp thì chụp cây phế quản. Từ khi có chụp căn nơi vi tính ra đời thì người ta không chụp cây phế quản. Thì cái chụp cây phế quản này, nhưng mà từ khi có chụp căn nơi vi tính này thì người ta không sử dụng kỹ thuật chụp cây phế quản này nữa. Tuy nhiên là cái chụp căn nơi vi tính này này thì người ta cũng có thể chẩn đoán được giãn phế quản. Giãn phế quản thì bây giờ người ta dùng cái từ kích thước của cái phế quản này lớn hơn kích thước mạch máu bị kẹp, lớn hơn kích thước mạch máu bị kẹp. So với mạch máu bị kẹp ấy, thì cái phế quản này nó lớn hơn kích thước mạch máu bị kẹp thì người ta gọi là giãn phế quản. Cái thứ hai là người ta nhìn thấy phế quản, nhìn thấy cái phế quản nó chạy một đoạn dài 2 cm mà không giảm đi khẩu kính, khẩu kính không giảm đi, người ta gọi là cây phế quản mà càng lên trên nó càng nhỏ đi, nhỏ dần dần, nó chia ra các nhánh và nó nhỏ đi. Cái đấy nó không nhỏ đi, nó giữ nguyên kích thước một đoạn dài khoảng 2 cm thì người ta cũng gọi đấy là giãn phế quản. Cái thứ ba là người ta nhìn thấy phế quản ở sát màng phổi, sát màng phổi nó chỉ phế nang thôi, và các tiểu phế quản nó không nhìn thấy. Bây giờ ta nhìn thấy các cái tiểu phế quản đó ở sát màng phổi thì người ta cũng gọi là giãn phế quản. Đấy, thì nó có ba cái như vậy: một là phế quản lớn hơn kích thước mạch máu bị kẹp; thứ hai là phế quản một đoạn dài 2 cm không giảm khẩu kính, chạy song song nhau, thành nó chạy song song nhau, không giảm bổ kính thì cũng gọi là giãn phế quản. Và thứ ba, người ta nhìn thấy phế quản
sát màng phổi gọi là giãn phế quản. Thì cái giãn phế quản trên trục văn nơi vi tính thì như vậy. Còn trên trên trục cây phế quản thì giãn phế quản người ta chia ra là giãn phế quản hình trụ. Hình trụ là hình ống ấy. Hình ống thì nó tương đương với trục văn nơi vi tính này. Thành phế quản nó chạy song song nhau không rõ đi. Đấy. Rồi gọi là giãn phế quản hình trụ hay gặp nhất. Rồi giãn phế quản hình túi. Hình túi thì người ta mô tả cứ nó giãn nó dường như một cái túi một đấy, cây phế quản giãn ra như một cái túi, người ta mô tả như là tổ chim bồ câu ở trên cây. Để trong các cái sách ấy, tổ chim bồ câu trên cây đó là giãn phế quản hình túi, và nó thường nó ứ dịch ở trong cái túi thì nó đọng thuốc ở trong cái túi. Khi mà mình bơm thuốc cận quang nó đọng đấy thì trông giống như cái tổ chim bồ câu ở trên cây, thì người ta gọi là giãn phế quản hình túi. Và một cái thể nữa là giãn phế quản hình chuỗi hạt Monodiphox. Hình chuỗi hạt giống như chẳng hạn bài đi chùa ấy. Đấy, thì giãn như vậy trên trục cây phế quản người ta phân ra là giãn phế quản hình trụ, giãn phế quản hình túi và giãn phế quản hình hình chuỗi hạt hoặc hình Monodiphox. Còn CT thì người ta chỉ chẩn đoán được là có giãn phế quản hay không, có hình túi không thì phải dựng cây phế quản như vậy. Dựng thì nó giống như là trục cây phế quản đó. Đặc biệt là nó phát hiện các cái hẹp cây phế quản, các cái u nhỏ trong phế quản thì rất là tốt trong trên trục cắn nó vi tính. Còn trên trên cây phế quản thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy hẹp cây phế quản nhưng mà nó hạn chế các hình quyết trong lòng phế quản ta dị vật các thứ như là do u lồi trong đó thì có thể nhìn thấy. Thì trên trục cây phế quản này bây giờ người ta không chụp nữa, không chụp nữa. Và tất cả đều thay thế bằng trục cắn nó vi tính. Đây là trục cây phế quản này, người ta đưa cái ống sông này qua mũi hầu họng rồi vào khí quản này, khí quản từ đây đến đây đây, rồi xuống tận lên phế quản gốc, phế quản gốc bên phải này, người ta bơm thuốc cận quang thì thuốc sẽ xuống cái phế quản này. Và lưu ý cho là chụp phải kết hợp với người bơm cái thuốc này, nhưng mà cái thuốc này mà nó xuống đến phế nang thì nó xóa hết các cái phế quản thì không nhìn thấy gì cả. Và ta thấy các cái phế quản, các cây phế quản, cây phế quản thì nó càng lên trên thì nó càng nhỏ nhỏ dần, nó chia ra các nhánh và nó nhỏ dần đi. Và đây ta thấy hình ảnh giãn phế quản hình trụ, đây là giãn phế quản hình trụ, thì cái thủy giữa này giãn phế quản hình trụ, cái giãn phế quản nó có cái cả sự sệt sẹp. Bây giờ thì người ta không chụp, không chụp cây phế quản này, tất cả chụp vào nơi vi tính nhé. Chụp phổi chất, chất thì bây giờ người ta chả ai chụp. Chất thì chủ yếu xem cái lưỡi phổi nó nách vào hai bên trung thất ấy, và nách ở cái vùng hai bên trung thất, nhất là hai bên trung thất được các vùng sau tim, người ta xem các cái cung tim như nào thì người ta thường hay chụp chất. Trước đây là chưa có chụp cắn đơn vi tính và chưa có siêu âm thì người ta phải chụp như vậy. Và khi xem cái lưỡi phổi thì người ta có thể là chụp chất trước phải, chất trước trái để xem, và thường thì chất được khoảng 15 đến 30 độ thôi. Thì ta xem. Bây giờ thì người ta thử thay đổi bằng cách này, chụp kilovol cao đấy, rồi xem các cái đường trung thất ở trong nó có tổn thương dịch khối gì không, và nếu mà có phát hiện là các cái tổn thương thì người ta đưa ra chụp cắt lớp vi tính. Còn trước đây thì người ta chụp chất này. Cái kỹ thuật thứ 8 là cái chụp thực quản. Trục thực quản thì nó ở trong ở thuộc hệ tiêu hóa, và các thầy bên tiêu hóa các thầy sẽ hướng dẫn anh chị. Nhưng mà cái thực quản thì nó chạy trong trung thất, chạy ở lồng ngực, và khi ta chụp kilovol cao lên ấy, thì ta nhìn thấy một cái khối ở trung thất. Nhưng hỏi cái khối này thuộc cái tạng nào, thuộc hạch, thuộc khí quản, thuộc cái kén bằng tim bằng phổi hay là thuộc thực quản vân vân, thì chúng ta không biết được, không biết, chỉ biết là có một cái khối bất thường nó đè đầy các cái đường trung thất, nó ở cái trung thất này nó có một cái khối bất thường nằm ở đó. Thế thì như ngày xưa thì chúng tôi phải loại trừ dần dần xem cái này nó có phải u thực quản hay không, u thực quản là một cái hay gặp đó. Thì phải xem nó có phải u thực quản hay không bằng cách là chụp thực quản thôi, cho bệnh nhân ngậm một ngụm thuốc cản quang, chủ yếu là barít thôi, thật to cô nuốt thì chụp luôn. Chụp luôn thì ta sẽ bắt được cái thuốc cản quang ở trong thực quản.
cái thuốc thực quản thì nó làm hiện hình rõ cái thực quản lên, và nếu cái thực quản này chạy vào trong cái khối, chạy vào trung tâm cái khối đó, đến cái khối đó nó dừng lại, nó chạy vào trong tâm ấy, thì cái u đó thuộc thực quản. Còn nếu nó đẩy cái thực quản vòng sang bên, đẩy ra sườn, hình thực quản vẫn bình thường chạy ra sườn cái khối đó, thì cái khối đó không thuộc thực quản. Hay là các cái dấu hiệu đấy, ngày xưa bây giờ cái dấu hiệu này các anh chị vẫn phải thi thi rất nhiều, thì người ta gọi là dấu hiệu co kéo đè thực quản, co kéo đè thực quản, thì ta loại được, trừ được cái khối này có phải thực quản hay không. Nếu mà cái thực quản nó chạy ra bên cạnh cái khối thì cái khối nó không thuộc thực quản. Còn cái nếu mà cái thực quản nó chạy về trung tâm của khối thì cái khối đó quả thực quản, của thực quản thôi. Thì nghĩa của nó, bởi vì trong này cái này dấu hiệu này nó cũng có một cái dấu hiệu thi, dấu hiệu thi. Trước đây thì tự luận cái viết sách ấy, viết viết ấy, thì các anh chị người ta có hỏi cái câu trình bày các dấu hiệu, thì đây là một trong dấu hiệu. Còn bây giờ thì người ta tách cho đây này, trách hình này, cái đây là hình ảnh chỗ của trục trách, tức là cái bệnh nhân này nó không đứng vuông góc với cái giá đề phiên là 90 độ. Nếu vuông góc 90 độ là có trục nghiêng, đúng không ạ? Đây chỉ chụp hợp với cái giá đề phim này một góc 45 độ thôi, tùy theo trách nhé, tùy theo từng độ luôn nhé, chứ không phải cái nào 45 độ đâu. Nếu mà trách chỉ xem lưỡi phổi, người ta chỉ cần trách được khoảng 15 đến 30 độ thôi. Còn đây người ta trách 45 độ trách. Và tia thì vẫn đi khoảng D5 đến 6. D5 đến 6 là ngang mức rốn phổi này. Đấy, tia này. Và ta sẽ được cái phim như này. Và cho em giới thiệu cái phim này với các anh chị, là các anh chị có phân biệt được đây là một cái phim trục trách hay là cái phim trục nghiêng không? Đây là phim trục nghiêng hay đây là phim trục trách? Thì nhắc lại các anh chị là hai cung sườn, đây là một cung này, cái cung này là sát phim này, cung này sát phim này. Đấy, thì cái cung bên trái nằm đây, và cái hai cung này này cách nhau trên 1,5 cm, do đó cái phim này không thể nói là trục nghiêng được, mà nói là trục trách. Người ta thấy cái vòng ngoài này, vòng ngoài này. Đấy. Tâm của cái cung sườn bên bên phải, bên trái với tâm cung sườn bên phải tinh nhau trên 1,5 cm, thì phim này là phim trục trách chứ không phải là phim trục nghiêng. Phim trục nghiêng thì hai cung này nó chỉ cách nhau dưới 1,5 cm thôi, cho nên khi trùng nhau thì người ta gọi là cho phép nó là nghiêng. Thì cái tia này nó đi vào khoảng từ D5 đến D6. Nhận biết cái phim này không phải là phim nghiêng, ở đây là phim trách, khác với phim nghiêng mà đã giới thiệu. Một cái kỹ thuật nữa mà chúng ta cũng cần phải nắm, đó là phim trục nằm nghiêng. Vừa nãy là phim trục đứng nghiêng nhé, đứng nghiêng là như vậy. Bây giờ nằm nghiêng, tức là anh nằm ở trên bàn ấy, nghiêng sang một bên ấy. Đấy, trục nghiêng, trục nằm ở bên trên bàn, xong nghiêng sang một bên. Kia thì người ta đứng, nghiêng sang một bên. Còn đây là trục nằm, nghiêng sang một bên. Đấy. Thì chủ yếu để nghiên cứu sự di chuyển của dịch trong khoang màng phổi. Ví dụ như là các anh chị thấy đi lâm sàng, ai đã đi lâm sàng rồi ấy, thấy các cái tràn dịch thể hoành hoặc là tràn dịch màng phổi ít, vân vân, thì người ta có thể chụp bệnh nhân nằm nghiêng trên bàn là dịch bao giờ nó chảy xuống thấp, hoặc là ngay cả phân biệt giữa tràn dịch khu trú và tràn dịch tự do không thế. Người ta nằm nghiêng, nếu mà tự do thì nó sẽ chảy xuống thấp, còn khu trú thì nó không chảy được. Đấy. Thì chủ yếu để nghiên cứu xem là có phải dịch chảy không dịch. Đấy, và dịch khu trú hay dịch tự do. Đặc biệt là hay sử dụng nhất, như thời trước đây hay sử dụng nhất là cái tràn dịch thể hoành. Khi ta chụp ta chỉ thấy cái vòng hoành rất cao, không biết là có phải tràn dịch hay là vòng hoành cao, thì chúng ta phải chụp cái phổi nghiêng này, thì dịch sẽ di chuyển xuống chỗ thấp, chúng ta phải chụp và chúng ta sẽ xác định được. Và phương pháp này thì ngày nay ít sử dụng vì có siêu âm. Siêu âm này rất nhạy so với dịch, do đó tất cả cái chẩn đoán dịch, xem có phải dịch hay không thì bao giờ cũng đưa ra siêu âm. Đưa ra siêu âm. Siêu âm này nó rất nhạy và không phải chụp cái tư thế này nữa. Tất nhiên các anh chị cần biết ở nơi nào không có siêu âm thì chụp tư thế này vẫn rất tốt. Bệnh nhân nằm nghiêng trên bàn và cái phim thì đặt ở lưng, rồi tia đi từ đằng trước ra đằng sau. Đấy, thì cái dịch nó sẽ chảy cho thấp,
hoặc là bệnh nhân ôm cái phim để về tia đi sau đằng trước, bên đây mình chỉ để nghiên cứu dịch thôi chứ không phải nghiên cứu phổ, những cái dịch của màng phổi đấy. Thì có thể chụp như vậy cũng được đấy, đấy là tư thế nằm nghiêng. Và khi mà có siêu âm thì nếu mà có siêu âm thì cái xương nó rất nhạy so với dịch, và chúng ta chỉ đưa ra siêu âm để ta nhìn rất rõ có dịch hay không. Đây là cái tư thế nằm nghiêng, nằm nghiêng. Cái tư thế chụp mạch máu tư thế chụp mạch máu thì chúng ta biết là mạch máu thì ở phổi nó có hai hệ mạch máu, một hệ dinh dưỡng và một hệ chức năng. Hệ dinh dưỡng và hệ chức năng nha. Cái hệ chức năng này, hệ trao đổi oxy đấy, đưa oxy vào cơ thể, đưa máu vào cơ thể để trao đổi oxy đấy, đi nuôi cơ thể đấy, đấy chức năng. Thì người ta phải đưa cái ống thông qua cái tĩnh mạch dưới đòn và vào cái tĩnh mạch chủ trên, thường là đi vào cái tĩnh mạch dưới đòn bên phải, bên trái cũng được nhưng mà thường người ta đi vào bên phải và vào cái tĩnh mạch chủ trên này, rồi người ta xuống nhĩ phải, người ta xuống thất phải, xuống nhĩ phải rồi xuống thất phải, rồi bơm thuốc cản quang thì thuốc sẽ lên động mạch phổi, và làm hiện hình cái động mạch phổi này ra, giúp chúng ta phát hiện được hẹp động mạch phổi, phồng động mạch phổi hoặc là thông động tĩnh mạch phổi vân vân. Thì các cái bệnh này là bệnh bẩm sinh, mình hay gắn nhất là nhi, phát hiện các cái hẹp động mạch phổi, phồng động mạch phổi, các cái thông động tĩnh mạch phổi. Thì trước đây là như vậy, bây giờ có chụp cắt lớp vi tính rồi, thì cắt lớp vi tính thì người ta gọi là cắt lớp vi tính, những cái máy vi tính lớn ấy, cái máy đa dãy đầu dò ấy, Manti đấy, Manti slide ấy. Hoặc là người ta gọi là máy CTA, là CT mạch máu ấy. Đấy, thì người ta bây giờ người ta không chụp cái tư thế này, tư thế này gọi là tư thế Schrödinger. Schrödinger là phải luồn cái ống thông, luồn cái catheter, luồn cái catheter vào cái tĩnh mạch dưới đòn, xong rồi phải chọc kim vào đấy, xong rồi luồn cái catheter vào đấy, xong rồi luồn đến cái tĩnh mạch chủ trên, rồi nhĩ phải, rồi xuống thất phải, bơm thuốc. Thì bây giờ người ta không sử dụng cái kỹ thuật Schrödinger này nữa, và tất cả đều chụp bằng CTA, CT mạch máu, tất cả đều chẩn đoán bằng CT mạch máu. Cái chẩn đoán CT mạch máu ấy thì nó không phải can thiệp gì vào con người, nó không phải chọc gì, gì không thủng mạch, không gây tai biến ý của nó, chỉ thế thôi, nó chỉ có tác dụng như vậy thôi. Và nó chọc cái này cũng không phải là lúc nào chọc được rất dễ dàng. Đấy, thì cái CT nó thực hiện nó dễ dàng hơn, bất kỳ lúc nào cũng được, và không can thiệp sâu vào cái tình trạng con người. Thì bây giờ người ta chuyển nó chụp CTA hết. CTA là CT angiogram, angiography đấy. Thì tất cả được chẩn đoán bằng CTA thế này, chứ không chụp cái phương pháp này, nó không có chụp Schrödinger. Schrödinger là luôn cái catheter, cái ống thông ấy, catheter vào trong đấy. Còn đối với hệ dinh dưỡng là hệ nuôi phổi đấy, nuôi phổi mà chủ yếu gọi là cái động mạch phế quản ấy, nó đi theo phế quản, cái này nó đi theo phế quản và nó có tính chất nuôi phổi. Thì người ta phải đưa cái ống thông vào cái động mạch đùi ở vùng bẹn ấy, đưa vào cái vùng bẹn ấy, chọc cái kia vào đấy, luồn ống thông catheter vào cái động mạch đùi, rồi qua động mạch chậu và động mạch tiểu bụng, rồi lên đưa lên tận động mạch tiểu ngực. Người ta bơm một tí thuốc cản quang vào đó thì thuốc nó sẽ chảy vào cái động mạch chủ này và các cái nhánh của nó, làm hiện hình cái động mạch phế quản này ra. Ta biết cái vị trí động mạch phế quản này là chỗ nào, ta để tiếp tục luồn cái ống thông vào trong cái động mạch phế quản đó, và ta mới bơm thuốc cản quang, mục đích để tập trung thuốc cản quang vào đó thôi. Thì nếu ta bơm thuốc ở động mạch chủ thì nó sẽ đi tất cả các nơi, thì nó loãng, không đẹp, cái ảnh nó không rõ nét. Thì ta luồn cái ống thông vào đó, vào cái động mạch phế quản này, để tập trung thuốc cản quang vào đó. Đấy, sau đó ta bơm, thì bơm thuốc vào cái động mạch phế quản này, và nếu thấy thuốc thoát ra ngoài cái động mạch phế quản này thì ta phát hiện là các cái chảy máu từ cái nhánh đó. Và bây giờ thì người ta chủ yếu là nút cái động mạch phế quản này để điều trị ho ra máu luôn, rồi can thiệp nút động mạch phế quản. Nó là cái động mạch dinh dưỡng này,
thì bây giờ người ta cũng không chụp bằng phương pháp Sanger này nữa, không luồn ca thông catheter này nữa, mà tất cả đều bằng chụp bằng CTA hết, chuẩn đoán bằng chụp cắt lớp vi tính hết, cắt lớp vi tính mạch máu, người ta sẽ thấy được cái hình ảnh động mạch phế quản này. Và khi ta bơm thuốc cản quang này thì thấy thuốc nó thoát ra khỏi động mạch phế quản, thì người ta biết rằng à, ho ra máu là từ cái nhánh đó. Và sau đó người ta mới đưa vào can thiệp. Can thiệp thì người ta lại phải luồn dòng thông ca Sanger này, luồn dòng thông vào đó, luồn dòng thông vào đó trước khi nút tịt thì người ta vẫn phải chụp kiểm tra lại đúng như trình tự này, theo trình tự này. Đấy. Và khi thuốc nó thoát ra khỏi cái động mạch phế quản thì bắt đầu người ta phải nút tịt cái động mạch phế quản thế này bằng các cái vật liệu, như là các vật liệu nút đấy, thì sẽ là điều trị hết ho ra máu. Thì các anh chị thấy không phải lúc nào người ta nút này, ho ra máu thì có rất nhiều mức độ khác nhau, thì các cái giãn phế quản chẳng hạn, hay là các cái u hoặc là các cái lao phổi chẳng hạn, thì tùy theo mức độ ho ra máu. Nếu mà ho ít thì người ta dùng thuốc chống đông, khi dùng thuốc chống đông không đỡ, dùng các kiểu không đỡ thì bắt buộc phải đưa chẩn hình ảnh can thiệp nút tịt cái này thì hết ho ra máu. Bao giờ người ta dùng các thuốc chống đông trước và dùng không có hiệu quả, vẫn ho ra máu ồ ạt, mổ chưa mổ được, thì bắt buộc người ta đã đưa xuống cho đánh này can thiệp nút lại đã, sau đó mổ dưới mổ sau nút tịt lại thì cũng hết ho ra máu. Các cái nút này hay gặp nhất là trong các cái hang lao họ ồ ạt máu ra ngoài thì người ta nút lại cầm máu ngay, hay là các cái u phổi người ta muốn mổ để đỡ mất máu thì người ta cũng nút sơ bộ trước để cho đỡ mất máu, thì khi người ta cắt thì nó đỡ mất máu hơn. Thì cái nút là như vậy, đặc biệt là ho ho ra máu mà các thuốc chống đông không cầm được thì ở các cái đơn vị, tất cả đơn vị chẩn đoán ảnh đều có một cái đội cấp cứu nút mạch cho tất cả các loại mạch, nhưng mà khi mà có cái ho ra máu này thì cái đội gọi đội đến, người ta sẽ điều trị nút cái mạch này lại để hết ho ra máu. Thì cái mạch máu dinh dưỡng này là như vậy, khi ta nút cái mạch máu dinh dưỡng này thì cái chức năng này nó vẫn nuôi dưỡng được phổi, không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì cả. Nút tịt cái này dinh dưỡng này này thì cái động mạch phổi chức năng này nó vẫn nuôi dưỡng được mà không ảnh hưởng gì phổi, không sợ hoại tử. Chụp ngâm ngáy, chụp ngâm ngáy thì có hai con đường, một con đường thông khí là đánh giá cái đường thông khí xem nó có hẹp có tắc hay không, tăng thông khí hay không, vào con đường mạch máu. Bằng con đường thông khí thì người ta cho bệnh nhân hít cái chất xylong 133 này, cái chất này nó thay đổi rất nhiều so với bây giờ, có rất nhiều loại và cái gốc nó vẫn là dùng cái này nhưng mà nó thay đổi cái nhóm OH đi và nó có cái tên thuốc khác nhau, nhưng mà cái gốc thì nó vẫn dùng chủ yếu là cái này, hít cái chất này vào trong phổi và người ta có đo cái sự phân bố cái chất phóng xạ này ở trong phổi xem có vùng nào tăng thông khí hoặc là có vùng nào giảm thông khí hay không. Đấy. Tăng thông khí hoặc giảm thông khí hay không. Rồi người ta xem cái sự thay đổi không khí ở các cái lần tiếp theo, tức là người ta hít vào rồi thở ra, hít vào rồi thở ra, thì khi thì thở ra này người ta có thể đánh giá được các cái bẫy không khí, bẫy không khí, bẫy không khí tức là như các cái u nằm ở trong các phế quản ấy, u nằm ở phế quản mà nó khi thở ra thì ép cái phế quản ép lại và nó không cho không khí đi ra. Đấy. Tạo nó không khí nó ứ ở cái vùng phía sau cái khối đấy, cái nốt đấy, và làm cho cái thể tích phổi ở cái vùng sau cái nốt đấy nó bất giãn, bởi vì không khí nó không ra được, còn các cái vùng khác thì nó không khí nó ra hết thì nó xem lại đấy, để đánh giá cái sự thay đổi không khí. Nhưng đặc biệt là người ta dùng để đánh giá các cái mạch máu, thì người ta cũng tiêm cái chất này vào thôi và chú ý cho là cái nhóm OH là nó thay đổi và nó có các cái tên khác nhau được cái gốc của nó thôi. Đấy. Và xem cái sự lưu thông mạch máu ở trong phổi xem có vùng nào có tăng sinh mạch hoặc là vùng nào giảm trong sinh mạch hay không, tăng sinh mạch hoặc là giảm sinh mạch hay không. Đấy. Thì người ta tiêm cái chất này vào xong rồi người ta đo cái sự phân bố cái chất này ở trong phổi xem có cái vùng nào nó tăng sinh mạch hoặc là vùng nào giảm sinh mạch. Nói như tăng sinh mạch, ví dụ như bệnh nhân đang có ung thư rồi
ung thư ở đâu đó rồi, người ta muốn xem nó đã vào phổi hay chưa, vào phổi chưa, thì người ta tiêm cái này vào. Mặc dù trên chụp cắt lớp, trên phim X quang chưa nhìn thấy cái lỗ nào cả, thì trên phổi chụp scintigraphy này nó đã có cái nốt tăng sinh mạch rất nhạy, rất nhạy. Chủ yếu này để nghiên cứu xem là nó đã di căn vào phổi hay chưa ở những bệnh nhân đã đang điều trị ung thư, để người ta chọn cái kỹ thuật điều trị cho tốt hơn. Thì người ta tiêm cái thuốc này vào, và tiêm cái thuốc này vào thì người ta đã nhìn thấy các cái nốt tăng sinh mạch ở trong phổi, mà cái nốt này trên chụp cắt lớp vi tính, trên X quang, trên cộng từ vân vân vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Thì có rất nhạy, rất nhạy như vậy. Nhưng mà cái độ nhạy của nó thì cao như vậy, nhưng mà cái độ đặc hiệu của nó rất kém. Thế bây giờ hỏi là cái nốt tăng sinh mạch này là u hay là viêm thì lại không trả lời được. Viêm nó cũng tăng sinh mạch, u nó cũng tăng sinh mạch, thế thì làm sao chúng ta biết được? Thế thì nó mới đẻ ra một cái PET-CT. PET-CT là chỉ thấy hai mấy triệu một lần chụp chỉ để xem nó đã di căn vào phổi chưa đấy. Tức là PET-CT, tức là cái PET là cái máy này cộng với một cái CT gắn đằng sau nữa, gọi là PET-CT. Hai cái máy nó gắn vào nhau, ta nhìn nó đang một khối tưởng một máy, còn gọi một máy PET-CT cũng được, nhưng mà trong nó bản chất là hai cái máy khác nhau, một máy PET và một máy CT. Và máy tính xong thì nó chụp cái PET xong thì nó chạy qua CT chụp luôn, và máy tính nó chồng hai cái ảnh vào với nhau thì sẽ định vị được rất tốt, độ nhạy rất cao. Đó. Đấy, gọi là PET-CT này, PET-CT là như vậy. PET-CT là một gồm hai cái máy, một máy PET và một máy CT. Và cái PET thì rất là nhạy, và cái CT rất là kiện, thì hai cái nó chồng nhau thì giá trị của cái chẩn đoán nó lên rất là cao, và giá thành cũng rất là đắt. Lưu ý cho các anh chị là cái đắt thì không phải là hai cái máy nó đắt lắm, hai máy này không không đắt lắm, nhưng mà cái đắt là cái dụng là bảo quản cái thuốc, cái phóng xạ này, cái mình sản xuất cái phóng xạ này không phải là tự sản xuất được đâu, quản lý từ trên thế giới, nó quản lý qua vệ tinh trên thế giới. Ở các nước công nghiệp phát triển thì nó mỗi một cái PET thì là một cái lò phản ứng hạt nhân, nhưng Việt Nam mình không cho, tất cả ở phía Bắc này đều phải lấy ở 1.8 mét, và khi anh tiêm xong những cái anh vận chuyển như là trên đường cái thứ là người ta đều phải giám sát hết, rồi tiêm xong cái nọ để cái đựng cái thuốc ấy như nào, cất ở đâu cái thứ đều giám sát hết, nó đắt rồi chúng này, chứ không phải là cái máy đặt nó máy nhưng không đắt lắm. Còn nói về giảm giảm mạch đấy là nói tăng sinh mạch nhé, còn nói về cái giảm mạch máu này, giảm mạch máu thì ví dụ như là các cái huyết khối ở trong các cái u mà nó xâm lấn mạch máu chẳng hạn, hay là những cái hẹp mạch hẹp hai lá chẳng hạn, vân vân, hay là hẹp cái các cái bệnh lý ở cái tim phải chẳng hạn, thì nó lên được mạch phổi, thì những cái mà nó rất nhỏ nhỏ nó có thể gây ra một cái nhồi máu ở ngoại vi, nhồi máu vào mạch, thì nhồi máu vào mạch thì chẩn hình ảnh không không xác định được, cùng lắm nó chỉ thấy một hình tăng sáng một tí thôi, mà không dám kết luận, không thể nói được. Chẩn đoán hình ảnh như là chụp mạch, chụp là CT thì nó rất rõ ở các mạch máu lớn, nhìn thấy cục huyết khối, nhìn thấy mảng huyết khối ở đấy rất rõ ràng như vậy, nhưng mà ra mo mạch không nhìn thấy, không nhìn thấy. Thì cái anh PET-CT này nó khẳng định rất chắc chắn, rất rõ ràng là có nhồi máu mo mạch. Đấy. Thì cái này nó rất là nhạy, cái giảm mạch này như vậy. Chẩn đoán nhồi máu phổi, chẩn đoán nhồi máu phổi thì nhồi máu ở các mạch máu lớn thì CT một cộng từ rất là rõ, nhìn thấy cả mức độ, rồi nhìn thấy cả thuốc nó đi như thế nào rồi còn bao nhiêu hẹp bao nhiêu vân vân thì rất là rõ, nhưng mà ra mo mạch thì không nhìn thấy, không nhìn thấy, phải dùng cái PET-CT này mới đánh giá được. Thì cái PET-CT này là như vậy. Chụp dẫn cháy, chụp dẫn cháy này thường nằm ở bên u biếu, ở vạch mai là nằm ở u biếu, nhưng mà cái nhân cháy này trên u biếu với lại chẩn đoán nhảy nó gọi là khối cái hội hội y học hạt nhân, chụp chẩn đoán nhảy y học hạt nhân thành một hội trên thế giới, nó thành một hội như vậy trên thế giới, cái y học hạt nhân và cái phóng xạ nằm chung trong cái khối phóng xạ y học hạt nhân và chẩn đoán nhảy thì là một cái khối chung,
sinh hoạt cùng với nhau. Thế là bây giờ cũng đang đại hội chẩn đoán hình ảnh y học hạt nhân ấy, đang đại hội chuyển dừng nháy rất là nhạy, độ đặc hiệu bị kém. Sang đến siêu âm phổi. Siêu âm phổi thì nhiều các anh chị hỏi là có siêu âm được phổi hay không, siêu âm phổi có siêu âm được hay không, thì rất nhiều người hỏi như vậy. Thì ta biết là cái âm thanh này này, siêu âm thì nó có cái tần số rất là cao, cao siêu siêu âm thì nó chuyển trong không khí rất kém, truyền trong không khí rất kém. Do đó hiện tại nhé, hiện tại này, thì người ta chưa có ứng dụng nhiều cái siêu âm này trong cái siêu phổi, chưa có ứng dụng nhiều. Ít người chỉ định siêu âm phổi, tất cả cũng còn đang trong vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu ở mình cũng có nhiều đề tài nghiên cứu về siêu phổi, có nhiều cái đề tài nghiên cứu về siêu phổi để đánh giá cái mức độ đàn hồi của phổi vân vân, ví dụ thế. Thì nó có cái mục đích khác, nhưng mà hiện tại giờ đang nghiên cứu. Còn sử dụng đại trà thì vì cái tính chất là cái siêu âm này có tần số cao rồi này, thì nó truyền trong khí rất kém, do đó mà chúng ta ít sử dụng siêu phổi, ít sử dụng siêu phổi. Đặc biệt siêu âm nó có cái giá trị rất là cao trong cái chẩn đoán các cái tổn thương mà nó nằm sát, nó nằm ở phổi ấy, tổn thương ở phổi ấy, mà nó nằm sát vào thành ngực, nằm sát thành ngực, nó không cách thành ngực bằng các cái chùm phế nang không khí thì siêu âm rất tốt. Cái tổn thương nằm sát vào màng phổi rồi, nằm sát vào thành ngực rồi, thì mình siêu một thành ngực qua cái cửa sổ đó, mình vào cái tổn thương đó thì siêu âm rất là tốt. Ta có thể đánh giá được cái phổ của động mạch bằng cái phổ động mạch hay là phổ tĩnh mạch, hoặc là các cái phổ có u hoặc là phổ có viêm để có thể chẩn đoán được. Có điều rất khó là không biết chỗ nào nó giáp với thành ngực, không biết chỗ nào nó giáp với thành ngực để mà siêu âm, để mà làm cửa sổ đưa siêu âm vào. Đấy, thì nó rất là khó như vậy. Do đó người ta ít sử dụng. Trong đó thì CT thì nó chẩn đoán cũng rất tốt rồi, do đó người ta cũng không cố để mà siêu âm các cái tổn thương ở phổi nữa. Còn siêu âm cũng rất tốt, siêu âm những cái tổn thương ở phổi mà nằm sát vào thành ngực, không cách thành ngực bằng các chùm phế nang chữa ký thì siêu âm rất tốt. Đặc biệt tốt hơn nữa là nó phát hiện các cái tổn thương của màng phổi. Màng phổi thứ nhất rồi, cái gì của màng phổi, dịch của màng phổi để đưa ra siêu âm là nhất. Nó có thể đánh giá được vị trí, ví dụ như các cái ổ áp xe, những cái ổ tràn dịch khu trú vân vân, rồi đánh giá được cái dịch thì nó đặc nặng như thế nào, tràn dịch trạng máu đồng nhất hay là không đồng nhất, hay là cái nền vẩn của mủ vân vân, thì siêu âm rất là tốt. Xác định được vị trí của nó như thế nào, nằm ở đâu, rồi hướng dẫn để chọc cái dịch ấy thì rất là tốt. Xem trong cái khối nó có vết nhăn hay không. Đấy. Ví dụ như các anh chị chụp và các anh chị đã đi lâm sàng nhìn cái phim, khi nó mờ cả gần cả một cái phổi, bác sĩ lâm sàng tưởng ngon ăn nhiều dịch này, chuẩn bị khay to to để chọc, nhưng mà chọc dịch sẽ chả ra mấy, thì phải đưa siêu âm vào thì hóa ra là cái dịch ấy trong ấy nó có đầy vết nhăn, nó tràn dịch thanh tơ huyết, rồi tràn dịch bằng máu cũ, giờ nó thành các vết nhăn ở trong dịch trong da, để nó từng ổ một, thì cái xưa này nó xác định rất tốt và hướng dẫn cho chúng ta chọc vào các cái ổ ấy rất là tốt, màng phổi rất tốt. Rồi nó phát hiện các cái dịch ít của màng phổi hay là dày dính màng phổi, thì nói lại thêm là nghi ngờ có tràn dịch màng phổi ít, ta sử dụng các kỹ thuật nào sau đây. Có rất nhiều câu hỏi nhưng mà đấy là một trong câu hỏi, sử dụng các kỹ thuật nào sau đây, thì cứ dịch là đưa ra siêu âm, bây giờ siêu âm là nhất đối với dịch. Còn CT thì nó tốt hơn, chính xác hơn, nhưng mà nó lại giá thành kinh tế, rồi nó nhiễm xạ rồi vân vân, thì tính tổng lại thì nó lại không tốt bằng, mà không cần thiết, không cần thiết đến CT. Đấy. Thì siêu âm là đủ, cho nó là siêu âm là tốt nhất, giá thành rẻ và dễ sử dụng, rồi cắt được các cái hướng khác nhau vân vân, thì rất là tốt. Rồi đánh giá là các cái dày dính màng phổi, có người bảo là tràn dịch màng phổi, có người bảo dày dính màng phổi, thì đưa ra siêu âm rất tốt. Siêu âm dày dính màng phổi thì ta thấy hai cái màng phổi không trượt trên nhau, nó thành và nó tạng không trượt, nó dính vào nhau và nó co kéo cái nhu mô phổi làm tán xạ không khí ở trong đấy, thì chúng ta nhìn rất rõ dày dính. Còn nếu mà các anh chị siêu âm đầu tiên là siêu âm cái phổi bình thường, cái màng phổi bình thường ấy, thì nhìn rõ hai cái màng phổi nó thành và nó tạng nó trượt trên nhau, khi thở bệnh nhân thở khỏe đi thì nhìn rõ hai cái màng phổi, màng phổi nó thành và màng phổi nó tạng, nó tăng âm ấy, trượt trên nhau, chạy trên nhau,
thì rất rõ, nhưng mà dây dính thì nó không chạy được trên nhau nữa, mà nó tán xạ không khí, chạy chạy không khí ở trong phổi, trong các phế nang, còn cái màng phổi không chạy được. Thì sẽ phân biệt rất rõ là cái dây dính màng phổi hay là cái tràn dịch màng phổi. Thì cái xương này như vậy. Còn cái xương màu thì nó có giá trị cao trong chẩn đoán các bệnh như tim mạch, thì rõ là tim mạch thì xương tim, cái này là xương tim thì nó lại các anh chị là xương tim thì nó lại nằm ở trong tim mạch. Trên thế giới như thế, trên thế giới phân bố xương tim thì lại dành cho tim mạch, xương mạch thì lại dành cho chẩn đoán hình ảnh, mạch thì lại chẩn đoán hình ảnh nhà. Tất cả các xương chẩn đoán mạch, các cái mạch huyết khối rồi tắc mạch rồi vân vân, được can thiệp nong mạch, đặt chiếc trang các thứ đấy, thì cả tim mạch cả chẩn đoán hình ảnh làm, nhưng mà chẩn đoán hình ảnh làm là chính về mạch, còn tim làm, tim là chính, chẩn đoán hình ảnh không làm gì về tim, chẩn đoán hình ảnh không có can thiệp gì vào tim cả, trên thế giới không ạ, thế giới mà. Cho nên là cái phần xương tim này thôi để các anh chị học về tim mạch. Về căn lớp thì nó có hai kỹ thuật chính chính thôi nha, nó có nhiều cái nó có nhiều cái tiến độ, nó có nhiều cái giai đoạn của các cái lớp bắt tính căn lớp rồi. Thì nó có hai cái loại chính. Loại thứ nhất là căn lớp thường thì hiện nay không dùng nữa. Căn lớp thường là các anh chị tưởng tượng là người ta để một cái bóng phát tia trên một cái trục, xong cái trục nó chạy, nó vừa chạy vừa phát tia đấy. Thì cái tâm của cái tia nó chỉ đi vào một một điểm đối với cơ thể, và cái điểm ấy là người ta phải đo cái tổn thương ấy ở vị trí nào và cắn đúng cái chỗ hợp ấy, và cái tổn thương đó, và chỉ cái vùng đấy thì nó mới đủ thời gian để nó hiện lên hình, còn cái chỗ khác thì không đủ thời gian, do đó nó không hiện lên hình, thì đấy gọi là cắt lớp thường. Cắt lớp thường ngày xưa là máy rất giá trị, rất giá trị, và bây giờ người ta không dùng nữa. Khi có chụp căn lớp vi tính này ra đời, người ta dùng. Nên chụp căn lớp vi tính thì bây giờ nó có rất nhiều thế hệ rồi, rất nhiều thế hệ rồi, nó cải tiến từ một lớp cắt cho đến bây giờ đến 256 rồi 332 vân vân, rất nhiều lớp cắt, nhiều thế hệ lắm rồi. Đấy. Thì khi mà có cái căn lớp vi tính này ra đời thì nó thay thế chụp căn lớp thường này, và căn lớp thường sử dụng nữa. Và đặc biệt căn lớp vi tính này thì nó cho ta rất nhiều thông tin, rất nhiều thông tin, và có độ phân giải rất là cao, nhìn các cái tổn thương rất là rõ, đo được tỷ trọng mật dịch hay là tổ chức hay là vôi đều xác định được, hay là mỡ vân vân, rồi tự xem nó có tính chất ngâm thuốc cản quang, tăng sinh mạch hay không tăng sinh mạch, rồi xem thâm xâm lấn, cái tổn thương xâm lấn ở tổ chức xung quanh như nào, thì nói chung là có rất nhiều thông tin. Thì hôm nào ta phải có học riêng một cái bài về cắt lớp vi tính này, kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính này và giá trị của nó thì mới hết được, cũng buổi mới hết được rất là nhiều thứ. Đặc biệt là nghiên cứu của trung thất phát hiện hạch, cứu trung thất thì bây giờ chúng ta không cần phải chụp thực quản có ba rít, hay là không chụp chếch chụp cái gì nữa, thì người ta đưa ra chụp cắt lớp vi tính thì cái độ phân giải rất cao và phát hiện được rất rõ các cái hạch của các cái u u ở khí quản, u ở thực quản, là các khối hạch vân vân, u của tuyến ức, tuyến giáp chìm xuống vân vân, thì chúng ta đều có thể phát hiện được rất tốt. Rồi cái này nó phát hiện cái tổn thương sớm, cái tổn thương nhỏ, tổn thương sớm, đặc biệt là những cái bệnh nhân đã có tổn thương rồi, nhất là các bệnh nhân đã ung thư rồi, người ta muốn phát hiện xem nó đã có di căn hay chưa, thì cái này phát hiện rất sớm, đo tỷ trọng biết nó là cái gì, đặc biệt là vôi hay mỡ hay vân vân, rồi theo dõi di căn phổi, thì những cái tổn thương này rất là tốt, rất tốt. Về cộng hưởng từ, cộng từ thì các anh chị thấy cộng từ bây giờ người ta cũng ít chỉ định chụp phổi bằng cộng từ, nói chung nó cũng giống như siêu âm, đang ở giai đoạn nghiên cứu, đang giai đoạn nghiên cứu, nó cho ít thông tin, nhưng mà nó lại rất tốt ở trung thất, rất tốt ở trung thất, nó có thể cắt được cái đánh giá được cái trung thất ở trên các cái mặt phẳng khác nhau, trên các mặt phẳng khác nhau, tức là cắt ngang, cắt chia, chéo, cắt dọc vân vân,
đều có thể đánh giá được. Còn cái CT chỉ có cắt ngang này thôi, cắt ASEAN thôi. Rồi anh muốn xem Coronan hoặc Sagittan thì anh phải dựng hình, dựng lại thì nó xấu, nó nhòe, nó xấu. Còn cái cụm từ này thì cắt trực tiếp được, cắt ngang, cắt ASEAN, cắt Coronan, cắt Sagittan đều được hết. Rồi đánh giá tốt cái dây chằng, dây chằng các cái thoát vị đĩa đệm hoặc dây chằng hạch cột sống các thứ thì rất là tốt. Những cái tổn thương nhỏ ở cột sống, các cái nốt lao chẳng hạn, lao vô cột sống chẳng hạn, hay các thoát vị chẳng hạn, hay là các cái u thần kinh đĩa đệm cột sống vân vân thì rất là tốt. Cái cụm từ đặc biệt tốt cho thần kinh, nhìn rõ các rễ thần kinh chạy ở trong ống sống, các ống tủy vân vân, rồi các cái màng, màng cứng màng mềm thì rất là tốt. Rồi các dây chằng ở trung thất thì rất là tốt. Còn đối với phổi thì nó chỉ đánh giá được cái lưu lượng máu này thôi, không cần phải tiêm thuốc. Các cái mạch máu lớn thì nó dùng cái chuỗi xương tốp ấy, nó có thể đánh giá được cái mạch máu này ở trong phổi. Thì chứ còn các cái u phổi, các cái viêm phổi thì nói chung là ít giá trị. Hiện tại đang nghiên cứu đang ít sử dụng, anh chị ít thấy trên lâm sàng người ta chỉ định chụp cộng hưởng từ phổi, chỉ chụp cộng từ lồng ngực chẳng hạn, chẩn đoán là thoát vị đĩa đệm hay là đau cột sống nào đó, hay dây chằng nào đó, hay là nghi là các cái u tủy chẳng hạn, thì người ta chụp cộng từ đấy thôi. Chứ còn mà chụp đánh giá nhu mô phổi thì ít, nhu mô phổi chỉ đánh giá được cái mạch máu này thôi, mạch máu này thì tốt, rồi người ta khác thì không tốt lắm. Thì đó là các cái toàn bộ các cái phương pháp thăm khám tim phổi, toàn bộ các phương pháp thăm khám tim phổi mà các anh chị phải nắm được để mà thứ nhất là trước mắt là thi cử đã, thứ hai là đi làm thì tùy theo các cái điều kiện ở các địa phương, người ta có thể có máy hoặc không có máy, hoặc là có máy gì thì mình ứng dụng để mà chẩn đoán cho bệnh nhân. Vì đó là toàn bộ các cái phương pháp và ý nghĩa của cái phương pháp thăm khám tim phổi. Bây giờ thì không không thi tự luận nữa, trước đây thi tự luận là những cái câu này để gỡ điểm cho các anh chị thi viết ấy. Còn bây giờ thì thi trắc nghiệm thì trong đấy bẻ rất nhiều câu, mỗi các phương pháp thăm khám nó bẻ rất nhiều câu trong câu hỏi nhỏ. Phần thứ hai là đánh giá cái chất lượng của phim, phim đẹp, phim xấu như thế nào. Thì như mà đầu bài tôi đã nói rồi, trước đây chưa có kỹ thuật số thì cái phim này bác sĩ lâm sàng và bác sĩ chẩn đoán ảnh luôn luôn cãi nhau, phim này xấu lắm. Nhưng mà thậm chí hỏi xấu như thế nào thì chỉ biết xấu là xấu thôi, chứ không biết được là xấu đánh giá trên những cái tiêu chí nào. Đấy. Bác sĩ nói giờ xấu quá, trắng quá, cũng nắm nói được trắng quá hay đen quá thế thôi, chứ không biết là xấu theo những cái tiêu chí nào, người ta đánh giá tiêu chí nào. Còn bây giờ ấy thì có kỹ thuật số rồi thì người ta chụp phim rất là đẹp, tức là người ta chụp xong rồi đưa lên màn hình rồi và người ta còn duyệt lại xem là nó đẹp hay nó xấu. Nếu mà nó xấu thì người ta chỉnh lại, non quá người ta chỉ già già lên tí, hoặc già quá người ta chuyển non lên tí được. Đấy. Thì sau đó người ta mới in ra phim, thì phim hầu hết là đẹp, ít tranh luận. Rồi thuốc không phải rửa phim nữa, thì không thuốc không dùng mới, dụng cũ là không quan trọng nữa, thì phim khá là đẹp. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải biết các cái tiêu chí để mà đánh giá. Ví dụ như nói cường độ tia thì người ta hay nói rằng phim này chụp non quá hay là phim này chụp già quá. Đấy. Phim non quá hay già quá thì cái cường độ tia này chúng ta chú ý cho là nó có hai kỹ thuật, một cái quy ước người ta chụp thấy ba đốt sống ngực phía trên, và cái chụp pinocchio là thấy toàn bộ đốt sống ngực và thấy được cái mạng lưới phổi cách thành ngực khoảng ít nhất 1,5 cm. Thì cái pinocchio này hầu hết bây giờ sử dụng ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đấy. Việt Nam biên giới ở cái giai đoạn đầu ấy thì nếu mà bác sĩ mà bảo phim này đen quá thì kỹ thuật viên người ta đã bảo ô không, tôi chụp pinocchio đấy. Còn nếu mà và chê bác sĩ lâm sàng chê bảo ô phim chụp non quá thì bảo không, tôi chụp theo quy ước đấy, thì tôi phải biết là kimon cao là tiêu chuẩn như nào và quy ước là như thế nào. Người ta bảo ừ sẽ quy ước nhưng cái này vẫn là non, quy ước đấy thì làm được. Trước đây hay cãi nhau thế.
nhất là căn cứ vào cường độ tia hay gặp nhất là non hay già. Non thì nó trắng trắng tinh, thì những cái xương như thứ là nhu mô phổi sau tim ấy, nhưng mà các lưỡi phổi chả nhìn cái gì quả sót, cao quá thì nó đen thì chả nhìn cái gì, nhìn lờ mờ, các tổn thương nhỏ nó bay hết chả nhìn cái gì, chả được phát hiện. Thứ hai là phải chụp vào thì hít vào, hít vào thì không khí vào phổi nó làm sáng phổi ra và ta nhìn thấy các tổn thương thì tốt hơn, thì phải có cái tiêu chuẩn hít vào. Nhìn vào đâu để biết là phim này đã chụp hít vào, là dựa vào cái bờ cơ hoành bên phải ấy, phải nằm ở đầu trước của xương sườn số 6, đầu trước của xương sườn số 6 thì nằm ở cái bờ vòm hoành bên phải, thì người ta công nhận cái phim này đã hít vào, công nhận cái phim này đã hít vào thì làm cho phổi sáng ra và phát hiện những hình mờ rất là tốt, đúng không? Còn nếu mà anh thở ra thì cái gì nó mờ mờ thì những cái nốt mờ nhỏ có thể chúng ta bỏ sót không nhìn thấy, thì cái phim này phải chụp ở từ hít vào, quy định hít vào. Tất nhiên là hít vào hay không hít vào ấy thì chúng ta còn phải xem bệnh nhân có hít được hay không, bệnh nhân đau rồi cổ trướng rồi gì đầy không thể thở được thì cứ bảo hít vào sao hít được, ví dụ thế. Thì trên cái phim sống như vậy à, thì chúng ta cũng biết là à, bệnh nhân này là cổ trướng này, phải vòng ngoài này cao tít thì phổi còn tí tí này thì phải mơ này, thì phải chấp nhận chứ không phải là bảo cứ yêu cầu phải hít vào không hít được, cái cổ trướng bụng to trướng đùng lên rồi không hít nổi thì nó cũng như vậy. Thì chúng ta phải xem cái hoàn cảnh của bệnh nhân để đánh giá cái phim này, phim xấu thì cũng phải chấp nhận phim cho như thế. Rồi tư thế phải cân tư thế cân đối là người ta dùng cái xương đòn, như cái xương đòn hai bên ấy, nó phải đối xứng nhau, có cái gai sau có đốt sống, quả đốt sống cái gai và đốt sống ấy, thì ta nhìn cái xương đòn nó có nằm đối xứng nhau, hai bên nó có đối xứng nhau có cái gai không, nếu không thì nó gọi là trục lệch. Đấy. Hoặc là người ta nhìn cái khớp ức đòn hai bên ấy, nó rộng có bằng nhau hay không, khớp ức đòn hai bên có rộng bằng nhau hay không, nếu bên nào hẹp thì chứng tỏ trục lệch, trục lệch thì chứng tỏ có bên gần phim và bên xa phim, bên gần phim thì bao giờ nó rõ và nó nét, bên xa phim thì phóng đại to ra và nó mờ. Đấy. Thì khi mà ta đánh giá cái chất lượng phim thì ta phải xem là cái tư thế này nó có cân đối hay không, bệnh nhân đã đứng cân đối hay chưa. Đấy. Đối với bệnh nhân mà chụp đứng bình thường ấy, kiểm tra sức khỏe ấy, đa phần là chụp tốt, đa phần là như vậy. Nhưng mà đối với những bệnh nhân đa chấn thương, đấy, cột sống cái thứ thì nẹp, chân tay thì nẹp cứng đờ ra rồi, rồi vướng cái nào vướng cái kia thì làm sao mà cân đối được? Thì đôi khi nó cũng chẳng cân đối, nhưng mà cũng không làm lại được, làm lại nó chỉ thế thôi, bởi vì nẹp các thứ, rồi cán các thứ, rồi tư thế vân vân thì không thể là nắm cho bệnh nhân cân được. Thì ta phải xem à cái xấu này nguyên nhân do gì để mà ta có thể xử lý, chứ không tức là nó có cái mục là xấu có nên chỉ định chụp lại hay không ấy. Đấy. Thì ta phải xem bệnh nhân, xem bệnh nhân bảo ôi bệnh nhân này nguyên là xấu này, nhưng xem bệnh nhân ta nẹp cán cái thứ đầy người không nằm cân được, ví dụ thế, thì làm sao mà nằm cân được đâu mà cái phim nó đẹp được. Đấy. Thì nó có cái vấn đề như vậy. Một mục nữa là ta phải bộc lộ cái xương bả vai tách ra khỏi xương phổi, bộc lộ xương bả vai tách ra khỏi xương phổi. Bình thường thì người ta phải chống chống hai tay lên cái xương cánh chậu ấy và đưa ra trước, và cái phải chụp chụp áp ngực vào phim, thì cái xương bả vai nó là làm sau, thì cái tia nó đi theo hình nón cùng với chống tay lên thì nó mới đẩy cái xương bả vai ra ngoài được. Đấy. Còn nếu ta chụp nằm ngửa thì xương bả vai không tách được, xương bả vai nó sát vào phim là không tách được này, không không đẩy ra ngoài được, tia hình nón nhưng mà nó bởi vì nó sát vào phim rồi thì không tách được. Và nếu mà không tách được ấy, thì khi mà có tổn thương trầm của nó, nhất là những xương bả vai cái vùng nó tổn thương lao nó hay phát triển ở cái góc ngoài của cái hạ đòn, xương lao phát triển những cái tổn thương mà nó trồng vào xương lao xương bả vai, mà xương bả vai thì nó mờ không đều, độ dày của xương bả vai nó không đều, thì chỗ này mờ chỗ thì sáng, thì có cái tổn thương lao nó trồng đấy là rất khó chẩn thì ta phải cố gắng phải tách cái xương bả vai ra khỏi trực phổi, rồi tách cái đồ vật như là dây chuyền áo con ra khỏi cái trường phổi. Thì như cái hình minh họa vừa xong với cô đấy, cô chưa không cởi cái áo con ấy ra là cũng không đúng với cái này, đấy là cái ảnh của quốc tế đấy, nhưng mà thực ra quốc tế cũng không đúng. Bình thường thì người ta phải cởi hết
nhất là những áo con mà người ta lại có áo con nó có cái cúc tạo tạo dáng tạo hình ấy, thì khi mà nó trùng với cái tổn thương là rất nguy hiểm, là bỏ sót và không chẩn đoán được hoặc nghi ngờ. Thì ta thường mặc cái áo choàng như bạch mai thì người ta sẽ may một cái áo choàng, người ta choàng cởi cởi hết. Đó. Áo choàng ấy thì như bạch mai thì ngày xưa người ta mua rất nhiều áo choàng, sau đó thì áo choàng này nó hôi quá bệnh nhân không chịu mặc, thì bây giờ người ta chỉ dùng mỗi cái yếm này, hai cái yếm này, thì giặt cho dễ, bên này nó đỡ hôi đi, thì bệnh nhân người mặc, chính bệnh nhân vào và úi da nó hôi quá không mặc đấy, áo choàng áo choàng. Thì đánh giá cái chất lượng của cái phim này ta phải dựa vào các cái chỗ này, cường độ tia rồi bệnh nhân kỹ thuật chụp đã hít vào chưa, để đặt bệnh nhân có cân đối hay không, rồi có tách xương bả vai ra khỏi hay không, rồi có tách các cái đồ vật ra khỏi cái trường phổi hay không, để mà chúng ta đánh giá cái chất lượng phim này tốt hay xấu. Và mỗi một cái yếu tố này thì ta cần phải xem cái tư thế bệnh nhân, cái điều kiện bệnh nhân có cho phép hay không, bệnh nhân có thể hít vào được hay không, rồi có thể nằm cân đối được hay không, vân vân, để chúng ta đánh giá. Về trình tự phân tích một cái phim thì chúng ta cứ hay hỏi xem là giờ đọc cái phim như thế nào cho nó đúng, đọc cái phim như thế nào cho nó đúng. Thì đọc cái phim này thì ở trên các nước trên thế giới mỗi nước đọc một một kiểu, mỗi nước đọc kiểu, chả cái là thống nhất ông nào, chả có ông nào nó bắt phải đọc từ đâu, nó đọc đọc từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, thì không có ai bắt nó đọc từ vậy. Nhưng mà trên thực tế, trên kinh nghiệm lâm sàng ấy, thì những cái hình mờ, những cái u ở phổi, hình mờ ở phổi ấy, thì ta nhìn thì thấy nó một cái khối ở phổi và gắn luôn nó vào phổi luôn, chẩn đoán nó phổi. Nhưng mà khi một người khác nhìn vào ấy, người ta thấy à là phá hủy cái xương sườn này này, à, cái này quả thành ngực chứ không phải của phổi, thì ai biết từ gì, nó chỉ hay nhầm như vậy thôi. Còn thực tế thì cứ thích cái khối thì cho nó luôn là cái u phổi, đọc rất kỹ là u kích thước bao nhiêu rồi vân vân, bờ tua gai kia mác không rõ vân vân, rồi xâm lấn nọ bên kia ở phổi ở thùy nào ở đỉnh như ở đỉnh mà đáy và đáy. Nhưng mà khi người ta khác nhìn vào bảo u đây nó phá hủy cái xương sườn này này nhỉ, thế mà ừ nhỉ, ở cái này u này có thành ngực đấy, thì trên thế giới cũng như Việt Nam rất hay nhầm loại. Do đó người ta mới gợi ý là luôn luôn đọc cái qua cái phim phổi này, này là một cái phim của lồng ngực, phim phổi là một cái phim của lồng ngực đấy. Khi phim của lồng ngực rồi thì ta phải đọc từ thành ngực trước, phân tích trong đầu thành ngực trước, thành ngực thì ta phải phân tích các cái xương xem nó có bị phá hủy xương gì không để tránh nhầm, có gãy xương hay không, có can xương hay không, gãy cũ hay không đấy, rồi di lệch các thứ, rồi các u, rồi các phá hủy xương, rồi các cái bệnh cà nai các thứ đấy, hay khuyết xương ấy, vân vân, rồi xem các phần mềm nó có u cơ u gì không, có các sán ở phần mềm không, có tụ máu hay không vân vân, hay là có teo cơ gì không, thì chúng ta phải phân tích những cái xương của phần mềm trước. Đấy. Sau đó phân tích đến màng phổi thì người ta phân tích màng phổi thành ngực, rồi màng phổi trung thất, rồi màng phổi rãnh nguyên thùy, xem nó có u cục, có tràn dịch khu trú, có tràn dịch tự do hay không, có dày hay không, có dày dính hay không, vân vân. Trung thất thì xem nó có đè đẩy các đường trung thất hay không, có đè đẩy các đường trung thất hay không là chụp trên kia vôn cao chúng ta mới phân tích được là xem có đè đẩy các đường trung thất này hay không. Rồi cuối cùng chúng ta mới xem đến nhu mô phổi. Nhu mô phổi ta xem cái gì? Chủ yếu ta xem mạng lưới phổi. Các anh chị thường hay đọc phổi, hai phổi bình thường là thế nào là bình thường, chả biết thế nào bình thường. Bình thường là xem cái mạng lưới phổi này, xem phân bố có đều nhau hay không, có vùng nào tăng sáng, có vùng nào mờ hay không, các mạng lưới phổi nó có khép lại gần nhau hay không. Đó. Thì xem cái mạng lưới phổi này. Cái mạng lưới phổi là cái gì? Là chủ yếu các mạch máu phổi. Mạng lưới phổi là các mạch máu phổi. Mạch máu phổi nó gồm bao gồm động mạch và tĩnh mạch phổi. Xem nó phân bố có đều nhau hay không, hay là có cái nào. Và cái mạng lưới phổi nó khép lại như là các cái xẹp phổi, hoặc là nó thưa ra nhau trong bệnh khí của phổi, vân vân. Thì chúng ta có thể xem như vậy. Rồi khi có tổn thương thì chúng ta mới xem đến hình dạng, vị trí, kích thước của tổn thương như thế nào, hoặc là hình thái của tổn thương ở đâu, vị trí nó nằm ở thùy nào, vân vân, hình dạng là hình gì, vân vân, kích thước to hay bé, càng to càng ác tính rồi. Thì khi mà phân tích thì như vậy. Nhưng mà tất cả cái này ấy, thì người ta gợi ý như vậy, nhưng mà cái này nó chỉ phân tích ở trong đầu mình thôi,
trong đầu mình thôi, chứ mình phân tích ra trả bằng văn bản đọc kết quả ấy. Thì như ở Việt Nam mình thì các thầy cứ thích là cái tổn thương, có cái tổn thương ở chỗ nào, nó như thế nào, đọc ngay trên này, chứ anh cứ mô tả này, thành ngực bình thường rồi xương sườn các thứ mần mề bình thường vân vân, rồi màng phổi không có gì, thanh mảnh di chuyển bình thường vân vân, rồi đến đến cái chỗ tổn thương thì hết giấy, thì chả mô tả được cái gì. Thì chúng ta phải đọc cái tổn thương này trước, lên trên mô tả cụ thể cái tổn thương nằm ở đâu, hình dạng kích thước bao nhiêu vân vân, sau đó còn những cái này nó bình thường thì đọc không đọc cũng được, đọc không đọc được, cố gắng đọc là bình thường được, một cái từ chung chung là được là bình thường, còn không thì ta phải phân tích những cái tổn thương có liên quan với cái tổn thương này ở cái khác bình thường, để xem có hạch cái thứ không, ví dụ thế. Thì cái phân tích phim như vậy, và trên lâm sàng ấy, trên người ta vẽ một cái hình nhìn cái phổi, sau đó người ta vẽ một cái hình chốt ốc này, chốt ốc này. Đấy, vẽ một cái hình chốt ốc này. Đấy. Thì cái số ốc này, cái số 1 tiếp xúc với thành ngực, người ta đánh số 1, tức là số 1 để phân tích đầu tiên. Cái số 2 là tiếp xúc với màng phổi, người ta đánh cái màng phổi này là số 2. Cái số 3 là nó vào đến trung thất, thì đánh giá trung thất là số 3. Đấy. Lần nữa phân tích như vậy. Rồi số 4 mới đến nhu mô phổi. Thì người ta đánh cái ông này này. Số 1 là giáp thành ngực này, số 2 là giáp màng phổi này, số 3 là giáp trung thất này, số 4 là đến nhu mô phổi này. Đấy. Thì ta có thể phân tích như vậy. Ở Việt Nam mình lưu ý cho là người ta hay phân tích cái tổn thương, đọc mô tả cái tổn thương trước, đọc kỹ cái tổn thương, còn những cái gì bình thường thì có thể thôi, hoặc là nhận xét một câu chung là bình thường. Được. Thì trình tự phân tích một cái phim như vậy. Về giải phẫu, phần hai của chúng ta là phần giải phẫu, phần thứ ba đấy, phần thứ hai là đánh giá chất lượng phim ấy. Phần thứ ba là giải phẫu, cái giải phẫu này nó không thay đổi, không thay đổi, nó tồn tại trên cái phim X-quang được quy và còn lâu mới có kỹ thuật khác để thay thế được, do là các anh chị cần phải nắm ngay bởi vì nó không thay đổi, không thay đổi. Thì cái giải phẫu thứ nhất là cái thành ngực, thành ngực thì thành ngực thì chúng ta biết cả rồi, nhưng mà để khẳng định lại cho các anh chị, bởi vì chính những thời trước đây mà đi đi ăn dê ở bên ăn dê nhé, mà người ta không biết cung sừng trước hay cung sừng sau ở tuyến tỉnh, đưa cái phim là hồi đi ăn dê cách đây cũng phải mấy chục năm, 20 năm, không phải 15 16 năm, 20 năm, người ta không biết được là đâu là cung sừng trước đâu là cung sừng sau. Đấy. Thì bây giờ các anh chị biết rồi, nhưng mà tôi vẫn phải khẳng định lại với các anh chị để mà ta khẳng định trên các cái xương này, xương sườn này này, thì nó chạy chết từ trên xuống dưới này, chạy chết từ trên xuống dưới này, từ sau ra trước này, và cái cung sau này thì nó đậm và nó nhỏ hơn cung trước, cung trước thì nó xốp do nó ít cản quang hơn, bờ xương thì bao giờ cũng đều và rõ nét, cung xương sườn này bờ bao giờ cũng đều và rõ nét là xương rồi, và cái cung sau thì bao giờ nó cũng nhỏ, nó đậm hơn so với cung trước, cung trước thì nó xốp cản quang ít hơn. Thì chú ý cho bạn, và ta xem các cái xương, các cái cột sống, cột sống thì ta xem các đốt sống và xương bả vai, và các cái khe lên đốt, xem các cái tổn thương lao chẳng hạn, thì nó sẽ bị hẹp cột sống, hẹp khe lên đốt, rồi bờ xương bị phá hủy vân vân, các cái u di can vân vân, các cái trật đốt sống, các vỡ đốt sống trong chấn thương, các xương bả vai thì chúng ta cũng phải xem nó có tổn thương gì không, xương bả vai và xương đòn thì hay gặp trong chấn thương gãy xương đòn và thứ dư này. Đối với phần mềm thành ngực, phần mềm thành ngực thì ta xem nó dày mỏng như thế nào, rồi trong nó có trong các cái teo cơ ấy, nó sẽ mỏng, teo cơ delta chẳng hạn, hay là teo cơ bẩm sinh chẳng hạn, hay là các cái u thì nó sẽ làm dày khu xuống lên, thì chúng ta phải phân tích xem là cái phần mềm thành ngực này có gì thay đổi không, các bất thường như là vôi khối như là các khí trong chấn thương, cái vôi như là sán hoặc là trong cái chấn thương tụ máu cho nó muộn nó vôi hóa thì nó tạo thành, xem là các cái phần mềm này có tổn thương gì không đó.
về cơ hoành. Cơ hoành thì cơ hoành phải luôn luôn cao hơn cơ hoành trái 1,5 cm. Cơ hoành phải luôn luôn cao hơn cơ hoành trái 1,5 cm. Người ta nói là gan nó đẩy lên, gan nó đẩy lên. Bên trái thì có dạ dày thì nó không đẩy bằng. Thì cái cơ hoành phải bình thường nhé, ở người bình thường thì luôn luôn cao hơn bên trái 1,5 cm, bờ rõ và có thể có hình núi, có thể có hình núi. Ví dụ chúng ta đọc phim chúng ta thấy trên lâm sàng, trên lâm sàng ấy thì nhiều khi có cái múi của cái vòm hoành thì ta nghĩ là u gan nó đẩy lên, và đưa ra siêu âm thì chả thấy gì cả thì nó vẫn là bình thường nha. Khi siêu âm kiểm tra rồi không có gì ở gan, không có thấy khối, thì ta biết là à cái vòng ngoài này nó cũng có múi là bình thường. Nhiều khi ta nhìn thấy có múi. Vòng ngoài phải cao hơn trái 1,5 cm, ta có nghĩa là khi mà có một cái đám mờ ở phổi trái này chẳng hạn, ta thấy vòng ngoài trái này cao bằng vòng ngoài phải, thì cái đám mờ ở trên phổi trái này này gợi ý cho chúng ta cái gì? Gợi cho ý chúng ta là phải xẹp phổi. Xẹp phổi thì cái kéo được cái vòng ngoài trái cao bằng cái vòng bên phải, chứ không thể là viêm phổi được. Viêm là nó phải sưng phồng lên, sưng nóng đỏ đau phổi trong phổi đấy, nó phải sưng lên thì sưng thì nó phải đẩy, không thể nó kéo vào được nha. Thì nếu mà thấy được cái vòng bên trái mà nó cao bằng cái vòng phải này thì phải nghĩ cái đám mờ đó là xẹp phổi, chứ không thể nó là viêm phổi được. Cái nghĩa của nó là như vậy. Chỗ cao nhất của vòng hoành ở 1/300. Cái vòm hoành thì cho biết là nó có cái vòm lên rồi, vòm, nhưng mà cái chỗ cao nhất ấy, thì nó ở 1/300, tính từ bờ trung thất ra đến thành ngực ấy, thì nó ở 1/300. Kể tính từ cái bờ trung thất ra đến thành ngực trên phim thẳng thì nó ở 1/300 là chỗ cao nhất. Bây giờ cái chỗ cao nhất này nó chuyển ra ngoại vi ở 1/3 ngoài, ở cái điểm 1/3 ngoài ấy, khi chỗ cao nhất chuyển ra 1/3 ngoài thì ta phải nghĩ tới tràn dịch thể hoành. Tràn dịch thể hoành nha. Một trong những dấu hiệu gợi ý chúng ta có tràn dịch thể hoành đó là cái chỗ cao nhất của vòng hoành chuyển ra ngoại vi. Khi nhìn thấy chỗ cao nhất của vòng hoành chuyển ra ngoại vi thì gợi ý cho chúng ta là có tràn dịch thể hoành. Và khi đó làm gì? Đưa ra siêu âm để chẩn đoán xác định nha. Đưa ra siêu âm. Nếu không có siêu âm thì làm gì? Thì chụp phổi nằm nghiêng trên bàn, chụp phổi nằm nghiêng trên bàn nha. Thì cái chỗ này là như vậy. Nghiêng trái thì hai cơ hoành cắt nhau, và nghiêng phải thì hai cơ hoành song song. Nghiêng trái hai cơ hoành cắt nhau, và nghiêng phải hai cơ hoành song song. Cái cụm từ này nó chỉ trong sách nào cũng nói, nhưng mà chỉ nói ở người bình thường thôi. Người bình thường tức là cái vòng hoành phải cao hơn vòng trái khoảng 1,5 cm, cùng với tia đi theo hình nón. Tia hình nón tức là phải chụp từ cái chỗ bóng phát tia cho đến chỗ bệnh nhân đi là phải dưới 1,5 m. Nếu anh chụp ngoài 1,5 m tia song song gọi là chụp TD thì không còn cái dấu hiệu này nữa. Anh phải chụp bình thường tức là chụp từ cái chỗ để bóng phát tia cho đến chỗ bệnh nhân đứng ấy là phải dưới 1,5 m. Và thứ hai là cái vòng hoành phải cao hơn vòng trái thì nó sẽ đẩy cái vòng hoành phải là cao ấy, nghiêng trái tức là bên trái sát phim này, thì tia nó sẽ đi qua vòng hoành phải, cắt vào vòng hoành trái, và nó in vào phim, tạo thành hai điểm để cắt nhau. Còn nếu nghiêng phải thì có nghĩa là bên phải sát phim thì tia nó đi từ bên trái sang, bên trái sang thì cái vòng hoành trái nó lại thấp hơn vòng hoành phải. Khi nó cắt vào vòng trái thì nó không cắt vào vòng phải được, và khi nó cắt được cái vòng bên phải thì không cắt vào vòng trái, do đó tạo ra cơ hoành song song. Thì lý do là như vậy. Nếu mà vẽ thì các anh chị hiểu ngay, nhưng mà không có hình vẽ thì là các anh chị không tưởng tượng một chút. Thì cái chữ cụm từ này chỉ xảy ra ở cái người bình thường, chứ còn nếu mà các anh chị này đi ăn bún đậu mắm tôm chẳng hạn, về cái dạ dày nó căng tướng nhé, nó đẩy cái vòng bên trái cao hơn vòng bên phải, và thậm chí cao bằng và cao hơn vòng bên phải, thì cái cụm từ này nó không còn đúng, không có giá trị. Cái này nó chỉ đúng ở trong cái trường hợp bình thường, người bình thường. Cái giải phẫu như vậy. Về màng phổi,
thì màng phổi nó có hai lá, là thành và là tạng, đúng không? Và nó chỉ cái màng phổi, nó thành nó tạng này, nó chỉ dính với nhau ở rốn phổi thôi, tức là chỗ khác thì nó không không có dính gì chỗ nào cả. Màng phổi lá thành và lá tạng chỉ dính với nhau ở vùng rốn phổi, rốn phổi nó gặp nhau thôi, chứ còn các tất cả chỗ khác thì nó tạo thành một khoang ảo giữa hai lá, hoặc thành không ảo. Và khi thở thì hai cái lá này nó trượt trên nhau chứ nó không có dính nhau chỗ nào cả nhé. Giữa hai lá này nó là một khoang ảo, một khoang nó không có gì cả, cùng lắm có tí dịch bôi trơn thế thôi chứ không có gì cả, và khi thở thì nó trượt trên nhau. Đấy. Bình thường thì không thấy được cái hai lá của màng phổi trên phim X quang, bình thường không thấy được, trừ cái vị trí này, trừ cái vị trí của màng phổi ở mặt trước cung xương sườn số 2, mặt trước cung sau xương sườn số 2, vì nó nằm ngang và tia nó tiếp tuyến với cái màng phổi này, cho nên ta có thể nhìn thấy, có thể nhìn thấy màng phổi khi mà tia tiếp tuyến với cái màng phổi thì nằm ngang ra, cung sau xương sườn số 2 nó nằm ngang ra. Đấy. Thì nó cái tia này tiếp tuyến với cái màng phổi, có thể nhìn thấy. Hai là ta có thể nhìn thấy cái màng phổi rãnh thì nhỏ, thì bao giờ nhìn thấy trên phim thẳng, trên phim thẳng chỉ nhìn thấy màng phổi của rãnh thì nhỏ thôi. Cái màng phổi này nó có hai lá, nhưng mà hai lá này đều hai lá tạng cả, nó chạy vào nửa chừng lớn lại chạy ra, chứ nó không phải là hai lá là lá thành và lá tạng. Lá thành nó không chạy vào đây, chỉ có lá tạng thôi, nó bọc cái nhu mô phổi, nó chạy vào cái rãnh ấy, xong nó chạy quay ra, thì hai cái lá này đều thuộc vào lá tạng hết. Và ta có thể thấy được trên phim nghiêng cả rãnh thì cả lớn và rãnh thì nhỏ trên phim nghiêng. Trên phim thẳng thì chỉ thấy được rãnh thì nhỏ thôi, còn trên phim nghiêng thì ta thấy được cả rãnh thì nhỏ và rãnh thì lớn, nó đều thanh mảnh mềm mại và nó đều đều. Còn tất cả khi thấy được cái màng phổi chỗ khác thì có nghĩa là đã dày dính của màng phổi, thấy được màng phổi ở nơi khác thì gọi là đã viêm dày dính màng phổi rồi. Thế là màng phổi, thì lỗ màng phổi thì như vậy. Về trung thất thì chúng ta thấy được cái bóng tim, kích thước bóng tim, rồi tim, các cái cung tim, rồi các cái bờ tim đều rõ ràng cả. Trong trung thất thì chúng ta thấy được các cái bờ của trung thất, bờ của trung thất là cái màng phổi lá tạng ấy, bờ bờ của trung thất là màng phổi lá thành ấy, nó dính sát vào cái bờ hai bên của cái trung thất ấy. Ở trong thì có hình sáng và phế quản và có khí quản, bên trong thì có sáng và nhìn thấy các cái đường trung thất, nhìn thấy các đường trung thất, chủ yếu nhìn đường trung thất này để xem nó có đè đầy gì không ấy. Có u cục bất thường gì không, có khối áp xe gì bất thường gì không, có đè đầy cái đường trung thất này, thì từ đó người ta mới đưa ra nghi ngờ có tổn thương, người ta mới đưa ra chụp cắt lớp vi tính, thì cái đường trung thất này như vậy. Về rốn phổi, rốn phổi thì rốn phổi phải luôn luôn thấp hơn rốn phổi trái 1,5 đến 2 cm, thấp hơn rốn phổi trái 1,5 đến 2 cm. Nó bao gồm cái phế quản gốc này, động mạch phổi này, động mạch phế quản này, tĩnh mạch phổi này, tĩnh mạch đơn này, rồi các khạch trần kinh. Đấy, cái động mạch phổi thì như vậy, cái rốn phổi thì như vậy. Từ đây chú ý cho cái rốn phổi phải này thấp hơn rốn phổi trái 1,5 đến 2 cm. Nói như vậy có nghĩa rằng khi một đám mờ ở cái vùng đỉnh phổi chẳng hạn, đỉnh phổi phải chẳng hạn, một đám mờ đỉnh phổi phải mà ta thấy cái rốn phổi phải này nó cao lên bằng rốn phổi trái, thì cái đám mờ ở đỉnh phổi này phải là xẹp phổi. Xẹp phổi cho gì chưa biết, đa phần là do u, nhưng mà người ta chưa nói cái u đấy, nhưng mà ta nói cái đám mờ ấy phải là xẹp phổi chứ không thể là viêm phổi được. Viêm phổi thì nó phải đè đầy, phải sưng nóng nổi đau, phải đè đầy chứ không thể kéo được. Còn khi mà nó kéo cái rốn phổi phải cao lên bằng rốn phổi trái thì phải nghĩ đến xẹp phổi. Có người nói rằng những giải xơ nó kéo lên, thì cái giải xơ nó có kéo lên trong lao phổi chẳng hạn, nó có cái giải xơ nó có thể chạy xuống tận rốn phổi và kéo rốn phổi lên, nhưng mà nó chỉ kéo được ở cái điểm ấy thôi, cái điểm cái giải xơ ấy thôi, chứ nó không kéo được toàn bộ. Ví dụ nó chạy đến vòng hoành, nó tràn dịch, rồi nó dây dính, rồi nó viêm cái rãnh như thủy lớn ấy, rồi nó co kéo cái vòng hoành lên, ví dụ thế, thì chỉ co kéo được cái giải chỗ ấy thôi, chứ nó không phải co kéo được toàn bộ cái vòng hoành lên. Còn khi nó kéo đều cái vòng hoành lên thì cái đám mờ đó phải nghĩ tới xe phổi chứ không thể là viêm phổi được. Nên. Rồi cuối cùng phân tích đến nhu mô phổi. Giải phẫu nhu mô phổi thì cái nhu mô phổi là cái mạng lưới phổi
phân bố có đối xứng nhau hai bên hay không, và bản chất là cái mạng phổi này là các cái mạch máu phổi, các mạch máu phổi nha. Còn các vách này nó nhỏ không nhìn thấy đâu, các vách niên tiểu tùy mà sau này học các hội chứng ấy, các đường cách này ABCD ấy, là bình thường không nhìn thấy, các tổ chức bạch mạch cái thứ là không nhìn thấy, khi nó to nên nó là bệnh lý rồi thì chúng ta nhìn thấy các hình thể lưới hoặc là các hình dải cái thứ thì hoặc các vách niên tiểu tùy thì chúng ta mới nhìn thấy, còn bình thường không nhìn thấy. Bình thường nhìn thấy các hình mờ đó là chỉ là các mạch máu thôi, nó gồm bao gồm động mạch và bao gồm tĩnh mạch, và người ta khó phân biệt được đâu là động mạch đâu là tĩnh mạch. Nhưng mà theo thống kê thì những đường đi ngang là tĩnh mạch, những đường đi ngang là tĩnh mạch, những động mạch ít khi đi ngang lắm. Còn những đường đi xiên đi chéo, xiên lên đi xiên đi chéo thường là động mạch. Vì vậy khi những cái tổn thương, những cái nốt mờ nó gắn với đường đi xiên đi chéo thì ta nghĩ đến tổn thương của động mạch, phòng động mạch chẳng hạn. Còn nếu mà nó gắn với những đường đi ngang thì ta nghĩ đến quản tĩnh mạch. Và vậy cho nên hướng nó như vậy rồi thì khi ta chụp cắt lớp vi tính, ta chụp chủ yếu lấy vào cái thì động mạch hay là thì tĩnh mạch là chính thì cái ảnh nó sẽ đẹp. Thế cho nên có người chụp đẹp và có người chụp xấu được. Thì cái nhu cầu như thế. Thì cái phân chia phổi chúng ta biết rồi. Phổi thì bên phải này, phổi phải này, nó có hai rãnh niên tùy, rãnh tùy lớn và rãnh tùy nhỏ. Chia phổi thành tùy trên, tùy giữa và tùy dưới. Tùy trên thì có phân tùy đỉnh, được ký hiệu này là ký hiệu là số 1. Phân tùy sau nên là phân tùy lưng, lưng thì ký hiệu là số 2. Còn phân tùy trước thì người ta gọi là phân tùy bụng thì ký hiệu là số 3. Đấy, tùy giữa thì có sau ngoài là số 4 và trước trong là số 5. Tùy dưới thì cũng có phân tùy đỉnh nhé. Phân tùy đỉnh là phân tùy 6 ấy. Cái đỉnh này với cái đỉnh này là tổn thương lao rất hay phát triển. Đỉnh trên này và đỉnh này, đỉnh của cái tùy dưới, phân tùy 6, những tổn thương này hầu hết là do lao. Lao, tổn thương lao nó thích ở cái đỉnh này. Phân tùy cạnh tim là số 7, phân tùy đáy trước là số 8, phân tùy đáy bên là số 9 và phân tùy đáy sau là số 10. Thì tùy phải này nó có 3 tùy, thì trên thì giữa thì dưới, bởi vì nó có hai rãnh niên tùy, rãnh niên tùy nhỏ và rãnh niên tùy lớn. Còn cái thủy trái này này, cái phổi trái này thì nó chỉ có một cái rãnh niên tùy lớn thôi, một rãnh niên tùy lớn thôi, và chia ra thành thủy trên và thủy dưới, thủy trên và thủy dưới. Thủy trên thì có phân tùy đỉnh, phân tùy sau là lưng, phân tùy trước là bụng, phân tùy lưỡi trên và phân tùy lưỡi dưới. Cái phân tùy lưỡi trên lưỡi dưới này nó tương đương với cái thủy giữa của bên phải, nhưng mà nó không có rãnh niên tùy, không có rãnh niên tùy, mà nó chỉ có cái vách thôi, nó không có rãnh niên tùy. Rãnh niên tùy khác với vách ở chỗ nào là rãnh niên tùy là có cái màng phổi nó tạo, nó lách vào, nó lách vào trong đấy rồi nó lách ra, nó tạo thành một cái khoang ảo. Còn vách thì nó chỉ là vách thôi, nó không có khoang ở trong này. Thì tạo thành lưỡi trên và lưỡi dưới. Còn thùy dưới thì nó cũng có phân tùy đỉnh, phân tùy cạnh tim ở bên trái này, tim nó nằm thì nó không có. Nếu mà phân tích kỹ thì may là còn có thể có người còn thấy được cái vết tích của cái phế quản của phân tùy 7, còn không thì không thấy, vì do tim nó nằm. Và có đáy trước, đáy bên và đáy sau, đáy trước, đáy bên, đáy sau, thì các cái phân tùy này như vậy. Thì cố gắng đọc tổn thương nó nằm ở phân tùy nào, bởi vì nếu những ác tính thì người ta cắt cả tùy và cắt rộng, nhưng những tổn thương lành tính thì người ta có thể cắt cái phân tùy thôi. Những cái mổ nội soi người ta có thể cắt phân tùy thôi, thì phải đọc cho nó tổn thương nó thuộc ở phân tùy nào để cho người ta cắt, thì chú ý như thế. Thì đó là toàn bộ các cái giải phẫu của cái tùy phổi. Các anh chị chú ý cho là cái rãnh niên tùy ấy, thì rãnh tùy lớn ấy, thì nó chạy từ sau ra trước và nó chạy đến cái điểm 2/3 trước của cái cơ hoành, 2/3 trước của cơ hoành. Nói như vậy có nghĩa rằng nếu như ở bên trái này thì cái thủy trên này này vẫn nằm sát vào hoành, bởi vì còn 1/3 trước mà, 1/3 trước của cái thủy lưỡi trên dưới này nó nằm sát vào hoành. Chứ nhiều người tôi thấy nhiều các bác sĩ đã công tác nhiều năm rồi, nhưng mà khi mà cái tổn thương sát vào hoành ấy thì cứ tưởng là thủy dưới, thì cái bối giờ nó nằm sát vào mảnh này thì nó phải là thủy dưới, không phải như vậy, mà sát vào mảnh vẫn là thủy trên,
vẫn là cái thịt trên này, mà nó là quả cái phân thịt lưỡi và phân thịt dưới này, đấy. Hoặc là nó quả cái thịt giữa này, giữa này nó vẫn sát vào ngoài, cái thịt lưỡi này vẫn sát vào ngoài nha. Thì chú ý như vậy. Tôi thấy nhiều người hay quên chỗ này. Trên đây là một số các cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy. Chúng ta nhìn thấy cái bên bên phải này, bên trái này nó mờ hơn so bên phải này. Bên trái này rất mờ. Đây là cái tư thế chụp lệch trên này. Chụp lệch là nhìn cái khớp bức đòn này này, nó rộng, bên này nó rộng hơn bên này rất nhiều. Cái này thì cái xương đòn nó lệch hẳn lên trên này. Đấy. Chụp lệch. Mà cái này thường là đa chấn thương, đa chấn thương. Bệnh nhân có thể lẹp các thứ, lẹp cáng, không nằm cân được, do đó tạo ra cái một bên mờ và một bên sáng. Như này rất khó. Bây giờ phải có người hỏi rằng có phải đây có phải là tràn dịch màng phổi không? Không trả lời được. Bác sĩ chẩn đoán không trả lời được. Tràn dịch khi nằm nó tràn là khắp cái chỗ này không? Đây như thế, đây có phải viêm màng phổi không? Có phải tràn dịch màng phổi mỏng không, nó mỏng không? Thì không trả lời được. Và ta phải xem lại tư thế, xem lại tư thế. Có thể là do tư thế. Đấy. Thì những cái trường hợp này ta phải xem kỹ. Chứ không phải, không phải nó mờ như này, đọc luôn là viêm phổi. Có thể là tư thế nó như thế này, tư thế này. Nó lệch và nó mờ đến mức như thế này. Mờ như thế này. Đây là cái tổn thương Wallet. Wallet là tiếng Pháp, lộ sáng. Lộ sáng. Khi đang rửa phim trong buồng tối thì có ánh sáng nó lọt vào. Còn có ai mở cửa vào chẳng hạn, thì tạo như này. Đây như thế, đây lộ sáng. Ở đây có một cái phim mà cái đốt sống này này, nó còn cái hình trên này này, thì có một anh bác sĩ này là bác sĩ chuyên khoa 1. Chuyên khoa 1 thì cũng chuyên khoa 1 thì thực ra thì chuyên khoa 1 thì cũng như các anh chị thôi. Chuyên khoa 1 thì các anh chị học xong xong rồi Y4 xong rồi có khi chả sử dụng đến, vứt đấy xong rồi đến Y6 rồi ra trường rồi về công tác ở cái chỗ nào là 2 năm. Xong rồi xin thủ trưởng cơ quan xác nhận cho là làm ở trong cái ngành chẩn đoán 2 năm. Xong rồi đi học trung cấp 1. Đấy, thế thôi. Có nghĩa là cũng như các anh chị nhưng mà để bỏ nhiều năm rồi. Không dùng giới. Thì đi với đọc phim thì đọc là chỗ này nó có một cái khối phá hủy thân đốt sống hình trên. Phá hủy thân hình trên. Đấy. Đang đi Bạch Mai hồi trước đây. Ở phim này Bạch Mai. Thì ở đây anh có một cái sai lầm là nếu mà một cái khối thì sao? Khối thì phải mờ chứ, mờ như bóng tim này chứ. Khối mà, đây nó lại sáng, đen là sáng, mờ là trắng này. Khối thì nó phải mờ như bóng tim, một cái khối đậm rồi đây chứ, đây lại sáng. Sai lầm ở chỗ đấy. Thứ hai là các cái đường này nó chạy ra ngoài phổi. Biết này là lộ sáng, ánh sáng nó vào. Thì anh đọc vào đây là một cái khối như trước này, đo này. Phá hủy thân đốt sống này hình trên. Đây có thật nha. Đây chúng ta chú ý. Đây là một cái phim mà có một cái khối mờ nằm ở đây. Cái khối mờ này chúng ta không biết nó là cái tổn thương viêm hay là u hay là lao phổi nằm ở đây. Thế rõ ràng là cái xương đòn đây là các cái xương của vai đây, thì cái này của phổi rồi, không phải của thành ngực, bởi vì các cái xương sườn nó còn nguyên. Đó. Thì ngày xưa nó có cái trục và cắt lớp không vi tính, cắt lớp thường ấy, mà vừa nãy tôi bảo là bây giờ không sử dụng nữa ấy, thì chẩn trục ra có rất nhiều cái, một cái này nó cắt rất nhiều hàng chục cái phi này. Đó. Cắt lớp tùy theo mỏng hay không nữa đặc, và ta thấy được cái bản chất bên trong của nó là cái khối đặc, đây là cái u. Rồi khi mổ ra thì đúng là cũng rất, ngày xưa cũng rất là giá trị, cái máy này rất giá trị. Có thể trước khi cắt lớp vi tính ra đời. Và ở Bạch Mai thì có cái máy rất là đẹp, rất là tốt của cái Tây Đức, lúc giờ máy Tây Đức là khỏe, viện trợ cho chiến tranh. Đấy. Tất cả hệ thống Siemens và Đức viện trợ thì chụp ra được cái hình ảnh này, rất là đẹp.
và chẩn đoán được là cái u phổi. Trên cái phim này thì chúng ta chú ý cho là cái khí quản đây, khí quản từ đây đây chỗ này, đây đây là khí quản, cái chỗ đen đen này, khí quản xuống đây thì chia ra phế quản gốc, không phải đây cái sáng này, này sáng là cái đen này, phế quản gốc trái bên này, phế quản gốc phải này thì giữa cái khí quản này với phế quản gốc nó có cái hình mờ này. Hình mờ đây, đây là cái khí quản này, đây là phế quản gốc bên phải này, giữa khí quản và phế quản gốc phải có cái nốt mờ này. Thì đa phần mọi người đọc thường ít sử dụng cái đọc đây là một cái u, một cái hạch hạch chống phổi của nó u, đề nghị chụp cắt lớp vi tính. Thì trước khi đọc này thì các anh chị cần phải chú ý xem là đây nó là cái vị trí của quai tĩnh mạch a di hốt, quai tĩnh mạch đơn nó chạy từ hai bên đốt sống, xong nó đến đây nó chạy ra đằng trước, nó đổ vào cái tĩnh mạch của trên này, cái tĩnh mạch của trên này. Đổ vào đây, đổ tĩnh mạch trên mới lau nhà xong đây. Và tùy theo bệnh lý, cái áp lực ở trong cái tĩnh mạch chủ trên này hoặc là áp lực của cái nhĩ phải này, là cái này nó cái to gì? Hay nó bé. Nếu mà áp lực của nhĩ phải mà căng thì cái này nó càng căng ra to ra, và nó to như này chúng ta lại không, tưởng nó là một cái hạch, không bẩn thì đâu là cái u mà nó giống phổi. Thì đây là cái vị trí của tĩnh mạch a di hốt này. Sẽ ai làm thì làm tĩnh mạch a di hốt. Đây là chụp scintigraphy đây, người ta trùng dùng cái thông catheter đây chọc vào cái tĩnh mạch dưới đầu bên phải đây, rồi luồn vào cái tĩnh mạch chủ trên đây, chỗ này là tĩnh mạch chủ trên nhé. Đấy. Rồi luồn xuống nhĩ phải đây, luồn nhĩ phải xuống thất phải đây, xuống thất phải chỗ này, người ta bơm thuốc cản quang ở cái thất phải này, thuốc lên động mạch phổi đây, làm hiện hình các cái nhánh của động mạch phổi và giúp chúng ta biết được cái thiểu năng phát triển của cái động mạch phổi từ dưới này, từ dưới trái này, chỗ này thiểu năng phát triển, không phát triển. Đây là cái phương pháp Schrödinger, và lưu ý cho rằng đây là cái catheter này, và cái người ta chụp cái này gọi là phương pháp Schrödinger, và lưu ý cho là bây giờ người ta không dùng Schrödinger nữa mà tất cả là chụp CTA để chẩn đoán các bệnh CTA chứ không dùng kỹ thuật Schrödinger này. Kỹ thuật Schrödinger này chỉ dùng để can thiệp thôi, nút mạch hoặc nong mạch các thứ, thì người ta dùng kỹ thuật này. Bây giờ thì đều chẩn đoán bằng CTA hết. Chụp mạch máu thì người ta thường trước đây người ta phải chụp ba thì động mạch đây, thì thuốc thể động mạch, rồi thì nhu mô là thấy được cả động mạch và tĩnh mạch, các cái nhánh này là nhu mô, đây ta chỉ thấy được một bên thôi, cái động mạch thôi, muộn tí nữa thì ta thấy được nhu mô, rồi đây ta chỉ thấy được một nhánh và tĩnh mạch, rồi tĩnh mạch phải chụp cả ba thì động mạch thì nhu mô và thì tĩnh mạch. Đây là cái scintigraphy. Scintigraphy này nó có độ nhạy rất cao và độ đặc hiệu thì kém. Vì cái độ đặc hiệu kém này cho nên là người ta mới gắn cái CT đằng sau, nó gọi là PET CT. PET CT nó có hình ảnh tương tự như hình ảnh CT, nó ghép và nó cắt từng từng. Còn đây là cái PET. Thì đây là hình ảnh này, nó có độ nhạy rất cao và độ đặc hiệu rất kém. Độ đặc hiệu còn kém. Đây là cái tư thế laparotic, là tư thế đỉnh phổi, bình phổi. Ở đây là chụp cái phổi bình thường, đây là cái phổi chụp bình thường, khu trú ở cái vùng đỉnh phổi bên phải, đây là khu trú đỉnh phổi bên phải. Còn người ta nghi ngờ có cái tổn thương ở đỉnh phổi phải, mà do cái xương đòn này này với các cái xương sườn nó che đi, mà chúng ta nhìn không rõ. Thì người ta chuyển sang chụp tư thế nắp đô tích, là tư thế đỉnh phổi. Tư thế đỉnh phổi là người ta đẩy cái xương đòn lên trên đỉnh phổi, tư thế ưỡn ngực đấy, nắp đô tích này. Và cái xương sườn này này thì nó giãn rộng ra và ta nhìn rõ cái tổn thương này, đây là một cái tổn thương lao phổi ở vùng đỉnh phổi, thì ta nhìn cái bên này nó rõ hơn cái bên này. Nếu anh chị nào mà nhìn rõ cái này hơn bên này thì đó là giá trị của tư thế laparotic. Còn nếu nào anh nào nhìn chưa rõ cái tổn thương này hơn cái bên này thì phải đọc sách trên để xem thêm. Ở trên quốc tế người ta đã công nhận rồi thì mình phải công nhận nó thôi, nó lại như thế. Còn ứng dụng thì sau này tùy, nhưng mà rõ ràng là cái tư thế này thì nhìn cái tổn thương này rõ hơn bên này, cái giá trị của tổn thương nó được tích. Đây là giải phẫu bình thường của cái lồng ngực, của phần mềm lồng ngực.
Thì ở đây cái đây là cái nông vú của phụ nữ, nông vú của nữ. Ở đây thì có cái nốt ở đây, cái nốt ở đây, cái nốt này thì trên cái bệnh nhân này thì người ta đã cắt cái vú vú phải là do ung thư, thế là nói từ ung thư cái này là nói từ ung thư cái là cho luôn cái nốt này là nốt di căn, cho luôn nốt này di căn, còn cái nốt này là nốt di căn thì nói là nốt vú, thì chúng ta có thể nhầm, phải chỉ chú ý. Ở đây là cái góc sườn hoành, góc sườn hoành thì đây cái phần hoành nó phẳng, và hẳn là do cái emphysem nó ư khí ở cái đáy phổi bên trái này và nó đẩy cái vòng hoành nó thấp xuống, đẩy vòng hoành này nó thấp xuống. Đây là góc sườn hoành tù, tù này là do nó có cái dịch nằm ở dưới này, cái thấp này. Đây thì nó dày dính, dày dính của để chú ý ra. Bình thường nó nhọn như thế này, vừa nó nhọn như thế này. Thì cái chỗ này không phải dịch, cái chỗ này là cái màng phổ ở cái vòng hoành nó bị nhão này, và cái ứ khí ở đây này, cái emphysem ở đây này nó đẩy cái vòng hoành nó thấp xuống. Còn bình thường nó bị nhọn như thế này, còn đây cho nó cũng nhọn xuống đây, nhưng mà cái đây cái bóng vú này che. Trên cái phim này thì gợi ý cho chúng ta biết là cái phim này của nam của nữ. Của nam thì nó vôi hóa cái bờ xương sườn này này, bờ cái sụn này này. Đó. Mũi tên nó chỉ vào cái bờ cái sụn này này, nó vôi hóa dần dần vào trung tâm, vôi hóa dần dần trung tâm. Còn nữ thì nó vôi hóa từ giữa, từ trung tâm vôi hóa ra sườn. Đây là của nữ. Vì vậy trong pháp y hoặc là nhìn một cái phim chụp ta biết là cái phim này của nam của nữ, có thể bệnh nhân người ta chụp thì có thể là nhầm lẫn, gọi người nọ người kia vào chẳng hạn, hoặc là cứ ăn cắt vào thôi, nhiều khi nhầm như vậy. Thì chúng ta cần phải chú ý là xem cái tên thì tên của nữ mà phim thì phim của nam chẳng hạn. Thì chúng ta có thể phát hiện ra được là của nam thì nó vôi hóa cái bờ này, bờ sụn này, nó vôi hóa vào, còn của nữ thì nó vôi hóa từ giữa cái sụn nó vôi hóa ra. Thì trên pháp y thế người ta mổ xác thì các thứ người ta xem nó vôi hóa này, người ta biết là cái phim này là của cái xác này là cái sự bộ xương này là của nam hay của nữ, người ta cũng dựa vào cái vôi hóa này người ta biết được. Trên cái phim này thì chúng ta thấy các cái xương sườn cổ bảy, xương sườn cổ bảy xương sườn cổ bảy thì nó hay gây ra cái hội chứng vai gáy, gây ra cái hội chứng vai gáy, thì chúng ta xem có xương sườn cổ bảy hay không. Bởi vì tôi đọc phim nhiều thì tôi thấy là ở Việt Nam mình có rất nhiều người có xương sườn cổ bảy. Cổ bảy thì nó không có xương sườn, và khi nó có xương sườn thì gây ra cái hội chứng vai gáy, đau vai gáy nhiều, thì chụp xem nó có phải là cái xương sườn cổ bảy hay không. Cái xương sườn cổ bảy nó khác với cái quá phát mỏng ngang C7, nó khác nhau là nếu mà cái xương sườn ấy, dù nó rất bé nhưng mà nó khô khớp thì người ta vẫn gọi là xương sườn cổ bảy, nhưng mà nó rất to mà nó không khô khớp thì người ta vẫn gọi là quá phát mỏng ngang, thì chú ý cho cái đấy. Rất bé nhưng mà nó có khớp và không có khớp, có khớp thì nó là xương sườn, không có khớp thì nó là mỏng ngang quá phát, thì chú ý phân biệt hai cái đấy. Ở đây thì chúng ta luôn luôn biết là cái vòng hoành thì chúng ta nói đến cái vòng hoành phải cao hơn vòng trái. Thì xem vào cái phim này thì bên này chỗ này nó phải cao hơn, thì có người bảo đây là phải, có người bảo đây là trái, nhưng mà không phải. Cái gốt này, gốt ở trái thì nó lại ở trên, và cái rót ở cái bên phải thì nó lại nằm ở dưới. Và cái rót này người ta nhận biết được là vì nó bám vào cái khung xương sườn bên trái bên phải, còn cái gốt này nó bám vào khung xương bên trái, nên mà ta biết là đâu là phải đâu là trái. Đây cụ thể hơn này, người ta phóng đại to ra để cho mình nhìn này. Cái gốt là cái khung xương sườn bên trong, và cái rót là khung xương sườn bên phải, cái gốt là khung xương sườn bên trái, trái nó ở trong, rót là phải, chụp đúng cái thuật. Và ta nhìn vào đây, ta lần vào đây, chúng ta có thể biết được là vòng hoành nào là phải, đâu là trái. Đây vòng phải, phải đây, nó bám vào khung xương sườn bên phải này. Đây vòng bên trái. Đây như thế, đây là cái gốt là cái bên trái, cái rót là cái bên phải, tâm cái này sang cái tâm cái này cách nhau 1,5 cm, người ta công nhận cái phim này được nghiêng, công nhận được nghiêng. Và trên cái phim này nó có một cái, đây là rót, tức là chụp đúng đấy, đây là bên phải, trong này là nghiêng trái, bên này là bên trái, bên này là bên phải. Trên cái phim này mũi tên nhỏ này
là cái tràn dịch màng phổi. Tràn dịch màng phổi. Trên vinh nghiêng này người ta mới hỏi mình tràn dịch màng phổi bên nào? Bên phải, bên trái. Đây này, cái mũi tên nhỏ này này. Người ta bảo là tràn dịch. Mũi tên lớn này là vòng hoành. Cái rát này là cái D này, cái rát này cũng dựa bên bên phải. Thế người ta mới hỏi mình là cái tràn dịch này là bên phải hay bên trái. Thì nếu như các anh chị mà học tiếng Pháp ấy, thì đây người ta đã chú thích ở đây rồi, rất rõ đây rồi. Tức là cái tràn dịch thì các anh chị phải học các dấu hiệu. Các dấu hiệu là hai hình mờ nằm cạnh nhau thì xóa đi ranh giới của nhau. Xóa ranh giới của nhau. Ở đây chúng ta nhìn thấy có một vòng hoành thôi. Nhìn thấy một vòng hoành này. Vòng hoành. Đây chúng ta nhìn thấy hai vòng hoành. Các cái phim vừa nãy chúng ta đều nhìn thấy hai vòng hoành. Đây hai vòng hoành đây. Đây hai vòng hoành đây. Đây hai vòng hoành đây. Nhưng mà trên cái phim này chúng ta chỉ nhìn thấy một vòng hoành thôi. Chỉ nhìn thấy một vòng hoành thôi. Vậy thì cái vòng hoành này ta phải xác định nó là bên phải hay bên trái. Thì ta thấy rằng nó chạy qua khung sườn bên trái, nó bám vào khung sườn bên phải này. Bám vào bên phải này. Đây. Chạy đây bên trái đây. Và cái vòng hoành này chạy qua khung sườn bên trái đi. Nó bám vào khung sườn bên phải. Như vậy vòng hoành này là vòng hoành phải. Vậy không thấy vòng hoành trái đâu cả. Chỉ có nghĩa là dịch đã nằm trên vòng hoành trái và xóa mất vòng hoành trái rồi. Hai hình mờ dấu hiệu bóng ấy. Hai hình mờ nằm cạnh nhau thì xóa ranh giới của nhau. Như vậy chỉ cần trên một phim nghiêng này chúng ta cũng có thể nhìn lên ta biết là tràn dịch màng phổi bên phải hay tràn dịch màng phổi bên trái. Cái số nãy giờ cứ nói cái cung xương sườn này này các thứ này, một là để khẳng định là phim nghiêng chặt nghiêng hay chưa này, thứ hai là ta còn nần và ta biết được cái vòng hoành của nó. Như đây ta nần vào ta biết được vòng hoành này là vòng hoành phải. Vậy không thấy vòng hoành trái đâu cả. Không thấy vòng hoành trái đâu cả thì có nghĩa rằng dịch đã nằm trên vòng hoành trái và xóa mất cái vòng hoành trái rồi. Hay nó khác là tràn dịch màng phổi bên trái. Thì ở đây người ta cũng giải thích như vậy. Đây là các cái dạng của quay động mạch chủ thôi. Động mạch chủ của người cao tuổi đều thoái hóa, động mạch chủ của người tăng huyết áp đã giãn ra, phồng ra. Đây thì người ta chỉ vào cái gì đây? Chỉ vào cửa sổ chủ phổi. Đây là cái quay động mạch chủ này. Đây là động mạch phổi này. Chỗ này là cái cửa sổ chủ phổi. Cửa sổ chủ phổi tức là các nhìn cái động quay động mạch chủ ấy, quay động mạch chủ nó chạy từ cái thất phải ở ngay sau thành ngực và ngay sau thành ngực trước ấy, chạy lên trên, chạy ra sau rồi chạy xuống dưới tạo thành cái cung, chạy xuống dưới thì nằm ngay bờ trái của cột sống đấy. Nó chạy lên từ phải, từ trước này chạy lên trên này, chạy ra sau rồi chạy dưới này, tạo thành một cái cung này. Từ đây, từ cái nhĩ phải từ cái thất phải chạy lên trên, chạy ra sau, và cái chỗ này nó chạy ra sau này, chạy dưới tạo thành một cái cung. Thì nó giữa cái cung ấy, nó chạm vào chỗ này, nó động mạch phổi. Động mạch phổi bên này này thì có cái tĩnh mạch chủ trên này, rồi khí quản này, thực quản này. Thì trong này nó có rất nhiều hạch. Thế khi mà hạch trong này nó to thì nó không to trên được, bởi vì qua mạch chủ nó chặn rồi. Nó không to xuống dưới này được, bởi vì cái động mạch phổi nó chặn nó rồi. Nó to sang bên phải này rất ít, bởi vì ở đây có cái tĩnh mạch chủ trên, rồi thực quản, rồi khí quản nó chặn bên này. Thế thì nó to trên lồi ra đây. To lồi ra đây. Thế thì khi cắm một cái phin lên, thầy hỏi là cái có hạch không? Hỏi một câu buông cua thế thôi. Thì có nghĩa rằng chúng ta phải nhìn vào cái cửa sổ chủ phổi này, xem nó có bị nấp đầy hay không. Đấy, khi nó to ra thì nó sẽ nấp đầy cái chỗ này. Thì xem vào cái cửa sổ chủ phổi này, xem nó có bị nấp đầy không. Đấy, đây chỗ này, cái chỗ này là đã có hạch và nó đã nấp đầy chỗ này. Bình thường chỗ này nó phải nõ mà. Thì thầy ở bông cua một câu là có hạch không, trung thất có hạch không, thì xem chỗ này, xem cái cửa sổ chủ phổi có bị nấp đầy hay không. Và cửa sổ chủ phổi đây cũng thế. Đây người ta nói là cái cửa sổ chủ phổi. Ở đây thì các cái vòng này nó có múi đây. Cái trước vừa nãy nói có múi, ta tưởng là chỗ này nó có cái u, nó để u của gan để tiêu cái vải cái múi. Bình thường vòng này nó đều này, bình thường không nhìn thấy màng phổi,
Tôi nhìn thấy màn hình. Ở đây là trung tất nhé, đây là bóng tim nhé. Bóng tim thì chúng ta phải biết là cái khoảng sáng sau xương ức, đây là khoảng sáng sau xương ức. Và cái sao này là khoảng sáng sau xương ức. Và cái bờ trước của trung tất này này thì nó có cái nhĩ phải này, có cái thất phải này, rồi phễu động mạch phổi này, rồi thì cái aort này, rồi tĩnh mạch chủ trên này. Đây là khoảng sáng sau xương ức, à, khoảng sáng sau tim. Khoảng sáng sau tim thì trên cái phi nghiêng này chúng ta phải chú ý nhé. Đây có cái khoảng sáng sau xương ức, đây là khoảng sáng sau tim, khoảng sáng sau tim. Đấy. Và chú ý cho là chúng ta thấy là cái bờ trước của trung thất này thường nói đến ba cung, là cung động mạch chủ, cung động mạch phổi và cung của thất phải. Thất phải. Thì chúng ta chú ý thêm là một cái cung nữa là của cái tĩnh mạch chủ trên này nhé. Cung của tĩnh mạch chủ trên. Và đây là khoảng sáng sau xương ức, đây là khoảng sáng. Sau tim. Ở đây chúng ta chú ý cho cái thành ngực đây, cái xương sườn, đây là các cái cung sau của xương sườn, nó vừa đậm vừa rõ nét, nó nhiều canxi và nó chạy ngang từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, sau ra trước. Đây là cái cung trước, cung trước, cung trước thì nó to, nó ít vôi, ít vôi, đấy, nó to, nó ít cảm quan hơn. Và chú ý cho là cái bờ trước của cái vòng mạch này này, vòng mạch phải này này, phải nằm ở bờ trước của xương sườn số 6. Đây là bờ trước xương sườn số 6 đây. Bờ trước của xương sườn số 6. Thì cái phim này người ta mới công nhận là phim này đã hít vào nha. Đây là vòng mạch nằm ở bờ trước xương sườn số 6. Ở đây là cái khí quản này, khí quản thì rõ rồi, cái số 1 là khí quản. Số 2 là phế quản gốc bên phải. Số 3 là phế quản gốc bên trái. Số 4 là gì? Số 4 là động mạch phổi trái nha. Động mạch phổi trái. Số 8 này này là cái gì? Qua động mạch chủ. Số 9 là cái tĩnh mạch chủ trên, cần chú ý. Các cái cung tim này phải thuộc rõ rồi nhé. Phải thuộc vào, bởi vì cái phim này nó sẽ tồn tại với các anh chị rất dài, rất lâu dài. Thì cái cung bên này là cung nhĩ phải. Dù đi lâm sàng các thầy chỉ rõ, nhưng mà tôi về chẩn đoán ngành, tôi khẳng định lại cho các anh chị một tí nữa là đây là nhĩ phải nha. Nhĩ phải thì cũng có cái trước là D phải, và người ta đo cái cung này, đường kính của nhĩ phải. Đây là thất trái. Thất trái. Thất trái là D phải. D phải. Đường kính thất trái. D phải. D ở chỗ nào? Thì tôi vừa lúc trước tôi đã giới thiệu với các anh chị ở đây. Phải chiếu. Chiếu chúng ta mới biết chắc chắn là cái thất trái này với ranh giới với cái tiểu nhĩ trái chỗ này nó đập hai cái này nó đập tránh vào nhau và ranh giới của nó thì ta mới biết đây là điểm D. Còn thực tế đó trên phim này ta chỉ đo có những ước lượng tương đối thôi, không chính xác được. Kể sang đây là đường kính của thất trái. Từ cái cao nhất của thất trái này kẻ đường vuông góc với cái đường D phải, gọi là đường mũi tên thất trái. Đường mũi tên thất trái. Khi cái đường kính dây phải người tăng lên thì người ta nói nhiều đến cái buồng thất trái này, buồng tim thất trái để tăng. Khi cái đường mũi tên thất trái để tăng lên thì người ta nghĩ tới cái cơ thất trái nó dày trong cái tăng huyết áp chẳng hạn, lâu ngày cái cung này nó dày thì cái đường mũi tên thất trái tăng. Còn cái đường kính dây phải nó tăng ấy, thì nghĩ tới cái buồng thất trái nó to ra. Còn cái D phải này, D phải là cái đường kính của thất phải, đường kính của thất phải đường kính của nhĩ phải này, đường kính của thất phải này, đường kính của thất trái này. Đó. Đường kính của mũi tên thất trái này, đường kính của đáy tim và đường kính này D phải. Và cái đường kính dây phải này là các cái mạch máu vùng đáy tim ấy, nó xuất phát ở trên cái đường này, dây phải này. Cái chỗ này là vị trí của nhĩ trái nhé. Cái thầy rất hay hỏi cái vị trí của nhĩ trái này đấy. Cái nhĩ trái này rồi nó có nhiều bệnh. Cái bệnh van hai lá là rất hay gặp.
làm việc trên lâm sàng. Và đây là quản lý trái, cung nghi trái. Cung nghi trái bình thường nó nằm một hình mờ nằm ở phía sau tim này. Chúng ta có thể chụp tia già lên, tia cứng lên chúng ta có thể nhìn thấy. Chụp tia cứng lên chúng ta có thể nhìn thấy. Một cái hình mờ nằm ở đây. Khi mình nghĩ trái to thì người ta có thể chia làm, khi nghĩ trái to thì người ta có thể xác định nghĩ trái này to lên trên, khi nó to lên trên thì nó đẩy vào cái góc này này, nó rộng ra. Đấy, góc này nó rộng ra. Rồi nó to ra đằng sau, trên phía nghiêng ấy, thì ta thấy đầu tiên nó đẩy vào cái thực quản, đẩy vào cái thực quản. Đẩy vào cái thực quản cong đằng sau, cong đằng sau. Mà cái thực quản đó thì chúng ta phải uống 3 lít rồi thì chúng ta mới nhìn thấy. Một uống 3 lít, nuốt cái thì chúng ta tụt, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái bắt được cái thực quản và ta thấy được cái nhĩ trái nó to, nó đẩy cái thực quản ra sau. Nó to đằng sau đầu tiên. Sau đó thì nó to sang bên trái này này. To bên trái thì nó đẩy vào cái tiềm nhĩ trái chỗ này này. Bình thường chỗ này nó có 3 cung, là cung động mạch chủ này. Đây cung động mạch phổi này. Cung của thất trái này. Bây giờ cái tiềm nhĩ trái nó nằm ở trong này. Bây giờ cái nhĩ trái nó to thì nó đẩy cái tiềm nhĩ trái vòng ra ngoài này. Đấy, tạo thành cái bờ trái hình bốn cung, là cung động mạch chủ này, động mạch phổi này, tiểu nhĩ trái này và thất trái. Đấy. Phía bên trái là bốn cung như vậy. Rồi cái nhĩ trái này nó có thể to sang bên phải. Bên phải thì thứ nhất là nó to ở bên trong cái nhĩ phải. Bên trong nhĩ phải. Rồi nó có thể cắt vào cái nhĩ phải là mức độ thứ hai, và thứ ba là nó to trùm ra ngoài nhĩ phải này. To là 3 mức độ. Mức độ thứ nhất là nhĩ trái nằm ở bên trong nhĩ phải. Mức độ thứ hai là cắt vào nhĩ phải. Và mức độ thứ ba là chùm ra bên ngoài nhĩ phải. Đấy, thì cái nhĩ trái to nói thêm một tí vậy. Nhưng mà đây là phần giải phẫu thôi. Thì chúng ta phải nắm được các cái cung tim này. Còn nói ví dụ như là cái hẹp hai ná. Thì hẹp hai ná làm cho cái nhĩ trái nó to. Thì nó có thể to ra sau đầu tiên. Rồi nó to lên trên thì làm rộng cái góc này ra. Đấy, to sang bên trái thì nó đẩy cái tiểu nhĩ trái ra, tạo thành hình bốn cung. To sang bên phải thì nó chia làm 3 mức độ. Mức độ thứ nhất là nhĩ trái nằm trong nhĩ phải. Mức độ thứ hai là nhĩ trái cắt nhĩ phải. Và mức độ thứ ba là nhĩ trùng ngoài nhĩ phải. Đấy, thì các cái cung tim của chúng ta phải nắm. Chúng ta phải nắm lên. Trên phiên nghiêng thì cái phiên nghiêng này có rất nhiều giá trị đối với các anh chị. Chúng ta cần phải chú ý. Đấy. Bởi vì nó không thay đổi. Cái số 1 là cái khí quản. Cái 1 là cái khí quản. Cái số 2 là cái phế quản gốc bên phải. Và cái số 3 là cái phế quản gốc trái. Số 3 là phế quản gốc trái. Cái số 4 này. Cái số 4 là động mạch phổi. Động mạch phổi trái. Cái số 8 là quai động mạch chủ. Quai động mạch chủ trên này. Đây là động mạch phổi trái. Cái số 6 này động mạch phổi phải. Cái số 6 này bình thường thì nó nhỏ như này nhé. Cái số 6 bình thường nó nhỏ như này. Khi có tăng áp được động mạch phổi thì sẽ to này, một cái nốt to này, tăng áp được động mạch phổi. To bất kỳ nguyên nhân gì, nhưng mà khi mà nó tăng áp được động mạch phổi thì cái số 6 nó to tròn này này. Thì chúng ta có thể nhầm, nhiều người nhầm nó u và hạch. Thì chúng ta chú ý cho cái số 6 này là cái động mạch phổi phải. Và số 4 này là động mạch phổi trái. Cái số 3 này phế quản gốc bên trái, và cái số 2 phế quản gốc bên phải. Người ta vẽ này để mà chúng ta biết rằng khi mà có gì vật rơi qua khí quản, rơi tuột trong cái số 2 này, rơi xuống bên phải, ít khi mà rơi vào số 3 này. Đây cái số 3 này, này. Đây cái số 4 này, động mạch phổi phải, quay được một chỗ chạy trên này. Nói chứ vòng hoành nhé, vòng hoành cứ cái nào chạy liên tục từ trước ra sau. Đây, người ta vẽ này, liên tục từ trước sau đây, chụp cho nó đen, nó mất cái đường mình không nhìn thấy đâu, mờ đấy thôi. Liên tục từ trước tới sau là bên phải, bên trái bao giờ nó mất thì một mặt trước, từ đây ra đây này. Đây là cái rai này, nó chỉ mũi tên này ở trên này, liên tục từ trước. Cái nếp này, nếp nó chỉ vào đây này, đấy. Nếp nó chỉ vào, và nó mất thì một mặt trước này, là do hai hình mờ nằm cạnh nhau, xóa ra dưới nhau thôi. Chỗ này tim nó nằm, nó xóa một mặt trước này, từ trước này không nhìn thấy. Cứ khi nào mất đi một mặt trước đây như này, cái nào mất đi một mặt trước là vòng trái, cái nào liên tục từ trước ra sau vòng phải. Đó là cách thứ hai để xác định vòng hoành.
Cái thứ ba nữa là ta thấy cái túi hơi dạ dày nó nằm ngay ở dưới cái vòng ngoài bên trái. Túi hơi dạ dày nằm ngay dưới cái vòng ngoài bên trái. Ngay dưới vòng để xác định được vòng ngoài phải hay trái. Từ cái xác định được vòng ngoài phải hay trái thì chúng ta mới biết rằng án như vừa xong người ta hỏi là một cái tràn dịch một khổ. Người ta hỏi mình tràn dịch khổ bên nào ấy thì người ta phải xác định được vòng ngoài phải hay trái. Và dịch bao giờ cũng nằm trên vòng ngoài và xóa mất vòng ngoài, không nhìn thấy vòng ngoài ấy, có nghĩa là cái dịch đã nằm bên đấy. Còn xác định vòng ngoài được vòng ngoài thì có nghĩa là không có dịch, người dịch nằm bên thì chú ý cho. Đây là cái khoảng sáng sau xương ức. Khoảng sáng sau xương ức này thì nó hay có cái thất thải to này, hay là giãn, hay gặp nhất là cái giãn phình động mạch chủ này, thì nó làm phồng ở đây thì là mất cái giảm một khoảng sáng sau xương ức rồi đi. Đấy. Còn khoảng sáng sau tim mình thường là hầu hết là do nhĩ trái, nhĩ trái nó to, thậm chí nó chồng lên trên cột sống này. Trái. Thì đây là cái khoảng sáng sau tim thì chúng ta có thể biết. Đây là cái xương bả vai này, xương bả vai, đây xương bả vai. Còn cái số 9 này, số 9 là từ đây này này, là các mạch máu cánh tay đầu. Số 9 này, các mạch máu cánh tay đầu. Chú ý ra. Bình thường thì cái vòng hoành nó đều này. Đôi khi có múi, đôi khi có múi. Khi mà ta thấy vòng hoành nhô nhô như này, khi vòng hoành nhô nhô như này thì có người bảo rằng sơ co kéo vòng hoành này thì không phải nha. Ở đây nó là embizem ư khí ở đây và nó đẩy vòng hoành thấp xuống và nó rõ chu bám vào vòng hoành và cái xương sườn này. Vòng hoành này vào xương sườn này, vòng hoành vào xương sườn này, cái này vào xương sườn này, cái này vào xương sườn này, tạo thành vòng hoành răng cưa hoặc là hình ruộng của ta, tạo thành vòng hoành răng cưa hoặc ruộng của ta nha. Chỗ này nếu như sơ có kéo thì chỉ có kéo được một cái, ví dụ một cái này sơ thường nó ở cái rãnh thuyền lớn ấy, rãnh thuyền lớn mà nó bị tràn dịch hoặc là tràn mủ ấy, trong nó dày dính hoặc là tia xạ chẳng hạn vân vân thì nó chỉ kéo được một điểm thôi chứ nó không kéo, nó kéo như này thì đây là cái trụ bám của cái vòng hoành và các cái xương sườn tạo thành vòng hoành răng cưa hoặc là độ bậc thang. Ở đây để muốn xác định thêm cái đo cái trước cái điểm dê dê phẩy, dê phẩy thì không phải ra ngoài này nhé. Đây là cái mỡ mỡ của góc tâm hoành, cái này nó chỉ có mỡ thôi không có gì cả, không gì cả. Nhưng mà cái bên phải này thì coi chừng đây cũng là cái mỡ của góc tâm hoành bên phải, nhưng mà trong cái mỡ này thì nó có cái tĩnh mạch, một là có thể là tĩnh mạch chủ dưới nó đổ cao, nó đổ trên này mà anh chọc sinh thiết ấy, tôi chọc cẩn thận vào cái tĩnh mạch này, hoặc là tĩnh mạch gan. Tĩnh mạch gan bình thường nó đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, một tĩnh mạch chủ dưới đổ vào cái nhĩ phải này, nhưng mà đôi khi nó có bất thường, nó đổ cũng cao. Tĩnh mạch gan và tĩnh mạch chủ dưới đổ cùng một chỗ, vào cái nhĩ phải này thì nó sẽ cẩn thận có cái sinh thiết thôi, có cái sinh thiết chọc vào đây thì cẩn thận cảnh giác, và có cái tĩnh mạch gan hoặc tĩnh mạch chủ dưới nó nằm ở, tĩnh mạch chủ dưới nó nằm ở. Đây là các cái schema của cái cây phế quản rồi. Thì bên trái này, bên trái này nó chia thành tùy trên này, tùy dưới đây. Tùy trên nó thì chia thành phân tùy 1, 2, 3 đây, chỗ này. Và cái này, cái nhánh này phân tùy lưỡi đấy. Thì nó chia ra lưỡi trên lưỡi dưới. Và đây là tùy dưới, và chỗ này nó phân tùy 6. Phân tùy 7 chỗ này nó chỉ còn vết tích của cái phế quản rồi. Không, không có gì cả. Cái schema người ta vẽ lại cái hình ảnh này đó. Đấy. Cái trục cây phế quản này thì người ta vẽ lại cái trục cây phế quản này. Đây là cái bên phải đây, bên phải là khí quản này, phế quản gốc này, cái schema người ta vẽ lại cái trục cây phế quản, đây là của thủy trên này, đây là của thủy giữa đây, đây là của thủy dưới đây, schema người ta vẽ lại rồi. Đây là khí quản này, và cái chính cái đoạn ngang ngang này, này là tạo thành cái số 3 đấy, tia ít cho đi trùng với cái trục này này, hoặc cái phế quản gốc bên trái này, và nó tạo thành cái số 3 mà trên phim nghi thẳng mà chúng ta nhìn đấy, nên sáng ấy, đấy là có cái phế quản gốc bên trái ấy. Đấy, chính cái này, này và cái bên phải này thì nó vừa to này vừa ngắn này,
và cái gì vặt được có rơi thì rơi vào đây, ít khi rơi vào bên này, và cho ta phế quản thì trên này, phế quản thì giữa này, phế quản thì dưới. Đây kia người ta vẽ lại cái C3 trên phần nghiêng này, và đường nghiêng phải là hai vòng mạch song song này. Như này gọi là song song này, hai vòng mạch song song. Đó. Thì đó là toàn bộ cái phần các phương pháp thăm khám, các phương pháp thăm khám và giải phẫu X quang của các cái trên phim X quang thẳng nghiêng. Thì cái phần này nó không thay đổi. Các phương pháp thăm khám thì nó có thể thay đổi, nhưng mà giải phẫu này nó không thay đổi. Và cái X quang thẳng và nghiêng thì cũng có vẻ còn lâu, còn có các kỹ thuật mới có thể thay thế được. Thì chúng ta cố gắng phải nắm được và nắm được các cái phương pháp thăm khám để mà ta có thể sử dụng trong các cái điều kiện cụ thể, trong cái nơi công tác của mình nó có cái máy móc gì thì mình sử dụng để phục vụ cho bệnh nhân. Thì bài hôm nay chúng ta có thể dừng ở đây, và các chị hỏi gì không? Xem ai hỏi gì không? Xem các chị hỏi gì không? Nếu không hỏi gì thì các anh chị đọc sách đi nhé. Sau này nếu các anh chị nào thích thì đi chẩn đoán hình ảnh. Bởi vì chẩn đoán hình ảnh thì bây giờ cũng rất giá trị. Bây giờ nó không phải là đơn thuần như là chỉ có mỗi con thần quy nữa, mà nó có siêu âm, CT, cộng từ, có nhiều máy và can thiệp. Can thiệp thì chẩn đoán hình ảnh can thiệp thì những cái bệnh mà lâm sàng không làm gì được, không chữa được nữa thì chẩn đoán hình ảnh can thiệp tốt. Ví dụ như là thông động tĩnh mạch xoang hang chẳng hạn. Trong động tĩnh mạch xoang hang là ngày xưa người ta phải cắt một miếng thịt ở đùi, người ta chọc và thả vào trong cái động mạch cảnh, xong hy vọng nó trôi nó nút lại cái đấy. Còn bây giờ thì người ta làm rất cẩn thận, tức là đưa ông thông vào cái catheter tận vào trong, người ta đo được kích thước, có một quả bóng ở đầu cái catheter đó, người ta đo được kích thước của nó thông bao nhiêu, xong rồi người ta chọn cái quả bóng đúng kích thước như vậy, và người ta đưa vào trong đó, người ta bơm cái chất cản quang vào để nó nút tịt cái thông tĩnh mạch xoang hang này. Hay là các cái u trong não thứ mổ thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, thì người ta có thể nút lại. Hoặc là các cái trường hợp như là cao huyết áp trong hẹp động mạch thận chẳng hạn, thì người ta nong động mạch thận trong đặt stent. Hay là các cái phình động mạch chủ ấy, những cái đó có rất giá trị. Đấy, còn tia X thì bây giờ nó chỉ có X quang thường quy và CT thôi, chứ còn siêu âm thì nó cũng an toàn, và cộng từ cũng là rất tốt và chẩn đoán được rất nhiều bệnh. Và có cả can thiệp như là chọc sinh thiết. Ngày xưa thì có muốn đọc giải phẫu bệnh thì cứ đưa giải phẫu bệnh chọc mò, nhưng bây giờ người ta có siêu âm hoặc là có CT, sinh thiết dưới CT hoặc là sinh thiết dưới siêu âm thì ta lấy được bệnh phẩm chắc chắn. Thì đó là những cái công việc của chẩn đoán hình ảnh đang làm, thì nó cũng rất là hay. Thì các anh chị sau này có ai thích thì đi chẩn đoán hình ảnh, và trong cuộc sống nó có gì về phần lồng ngực, tim, phổi, chủ yếu là phần phổi, còn phần tim thì sau này các anh chị nếu mà ấy thì học rất là nhiều, các cái chẩn đoán nó rất là sâu, thì người ta tách ra thành cái chứng chỉ tim mạch riêng và hô hấp riêng. Thì tôi phụ trách cái phần hô hấp này, có gì các anh chị có thể điện trao đổi nha. Thôi, cảm ơn các anh chị, chúng ta nghỉ nha. Vâng, chúng em cảm ơn thầy ạ. Xin chào nha. Em cảm ơn thầy ạ. Chào nha.